Mến chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh youtube Top Truyện Hay Nghe Mê Say đăng ký ngay. Hôm nay chúng ta lại cùng nhau đến với phần 6 của bộ truyện Cô vợ chạy trốn hôn nhân. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thành phố Diệp nằm ven bờ biển nên không khí ẩm ướt hơn thành phố Mộc nhiều. Sống ở đây lâu ngày, làn da con người cũng trở nên mềm mại hơn. Bùi hoan hít một hơi sâu, quan sát xung quanh rồi mở miệng, Quả nhiên là trung tâm kinh tế có khác, ở chỗ chúng tôi chỉ có lịch sử lâu đời mà thôi. Lớn bằng tường này, nhưng tôi chưa đi thành phố Mộc bao giờ." Thẩm Minh lên tiếng. "Thành phố Mộc cũng chẳng có gì đặc biệt, để tôi nghĩ xem nào, có một tòa thành cổ, mấy con đường cổ xưa được chính quyền bảo tồn, những chỗ khác cũng như nhau cả thôi." Mấy hôm nay, Bùi Hoan không đeo kính râm, cô quấn khăn lên tận mũi nên chẳng ai nhận ra. "Làng giải trí vốn là nơi ăn cơm thanh xuân." gương mặt mới nhiều vô cùng nữ nghệ sĩ luôn tìm mọi cách xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng cô chỉ là nữ diễn viên hết thời một khi rời khỏi làng giải trí chẳng mấy chốc sẽ bị người đời quên lãng bây giờ bùi hoan đi lại ngoài phố với gương mặt không trang điểm mà không bị ai chú ý cô đã có thể hòa nhập vào cuộc sống ở đây là một người mẹ đơn thân bình thường một mình nuôi con nhỏ cảnh đêm ở thành phố diệp tương đối lung linh Bọn họ ra khỏi nhà vào lúc hoàng hôn buông xuống. Mặt trời vẫn chưa tắt hẳn, nhưng đèn đường đã được bật sáng. Cả thành phố chìm trong ánh vàng rực rỡ. Thẩm Minh đưa Bùi Hoan đi đường tắt, rẽ vào một con ngõ nhỏ. Ngõ tuy hẹp nhưng rất náo nhiệt, hai bên đầy xe bán hàng rong. Bọn họ dừng lại ở quầy hoa quả, mua quýt cho xanh xanh. Bùi Hoan đưa cho Thẩm Minh nếm thử, sau đó cô và anh ta, mỗi người cầm một quả, vừa đi vừa bóc vỏ. Thấy đối phương lại bắt đầu căng thẳng, Bùi Hoan cười nói. Anh không cho tôi cơ hội cảm ơn anh, vậy thì anh đừng khách sao với tôi, anh cứ coi tôi là bạn bè bình thường. Thẩm Minh đặc biệt vui mừng, anh ta cắn một miếng hết nửa quả quýt, miệng lắp bắp. Cô không hiểu đâu, cô luôn là nữ thần trong lòng tôi. Bùi Hoan cảm thấy buồn cười, từ trước đến nay cô chưa bao giờ nghĩ danh hiệu này cũng có thể xuất hiện trên người mình. Cô kéo khăn làm mặt hề với đối phương, Thế này cũng gọi là nữ thần sao Anh nhìn này tôi không trang điểm Trông khó coi chết đi được Thời gian vừa rồi khá vất vả Nên quả thực bùi hoan tiểu thụy hơn nhiều Thẩm Minh còn đang ngậm nửa quả quýt Ngây ngốc nhìn cô Anh ta đột nhiên nuốt xuống cổ họng suýt nữa bị nghẹn Sau đó anh ta nói bằng một giọng chắc nịch Cô vẫn đẹp, thật sự rất đẹp Tôi cảm thấy cô không trang điểm vẫn xinh như thường Bùi hoan không đùa với anh ta Tiếp tục bước đi Xinh đẹp là chuyện quá khứ rồi Thẩm Minh tiến lên phía trước dẫn đường Đi một đoạn Anh ta dừng lại mua hoa quả cho mẹ Bùi hoan chặn giúp anh ta Hai người vừa đi vừa trò chuyện Thẩm Minh hỏi Cho cô vội bỏ đi nên chẳng mang theo thứ gì Lát nữa chúng ta đi siêu thị Tôi vẫn còn ít tiền Cũng vừa vặn cần mua đồ Bùi hoan lắc đầu Tôi tự mua là được Hai người ra chợ mua câu đối và xây cắt dân gian Thẩm Ninh nói xanh xanh thích đành lồng treo trên đường nên mua cho con bé hai cái. Cuối cùng họ đi siêu thị mua vài món đồ cần thiết. Lúc về nhà xanh xanh đã nằm ngủ trên sofa. Bùi hoan với con bé kiểm tra tay nó xem có bị lạnh không. Cũng may hai tay ấm nóng trong lòng vô cùng mềm mại. Cô cúi xuống hôn má con gái. Xanh xanh tỉnh giấc dụi mắt ôm cổ cô làm nũng bùi hoan khoe đàn lồng với xanh xanh con bé quả nhiên rất thích thú nhảy xuống đất đòi cầm chơi đây là đèn lồng giấy kiểu truyền thống đốt nến ở bên trong xanh xanh muốn bật sáng thẩm minh liền đi xuống dưới nhà tìm nến sau khi làm xong ba người vây quanh ngắm đèn lồng cười nói vui vẻ ngôi nhà nhỏ có chút không khí của ngày tết bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng pháo xanh xanh giật mình sau đó cười khanh khách con bé trèo lên cửa sổ nhìn xuống dưới đường mẹ chú thẩm mau lại đây xem này lại một tràng pháo nổ giòn giã mọi người đều bịt tai bùi hoan bế xanh xanh lên cao con bé hưng phấn reo hò ở mỹ sợ con gái quá xúc động lại phát bệnh bùi hoan dỗ nó một lúc rồi đóng cửa sổ căn phòng không còn tiếng ồn nào cô bé xanh xanh tiếp tục ngắm nhìn đường phố thời gian xanh xanh còn ở huệ sinh vào dịp lễ tết bùi hoan đều đến chơi với nó nhưng dẫu sao không khí trong trại trẻ cũng không thể bằng bên ngoài nên năm nay con bé đặc biệt phấn khởi Nếu không gặp thẩm minh Hai mẹ con cô chỉ có thể tìm nhà nghỉ trú chân Đâu có tâm trạng đón Tết như bây giờ Bùi hoan rất biết ơn anh ta Quay người thấy thẩm minh đang trải câu đối xuống đất Chuẩn bị đem đi rán Cô liền thả xanh xanh Để con bé chơi đèn lồng Còn mình đi giúp anh ta Ngoài đường có rất nhiều người đốt pháo Bắn pháo hoa Không khí vô cùng náo nhiệt Bùi hoan bị tay Đứng một chỗ ngắm nghía hai câu đối màu đỏ tươi đã được dán ngay ngắn lên hai bên cửa. Trên đường phố, nhà nhà đều làm một công việc như nhau. Thành phố Mộc cũng đang chuẩn bị đón Tết. Sắp đến đêm giao thừa, Lan Phường bắt đầu đốt pháo ở Mỹ. Nhà có trẻ con đều dẫn ra ngoài chơi nên đường phố tưng bừng náo nhiệt. Lan Phường bình thường rất thần bí, mỗi năm chỉ có dịp này mới trở nên sống động. Trong khi đó, hải đường khác lại yên tĩnh hơn ngày thường. Cố Lâm trông coi ở ngoài sân, Trần Phong không thấy bóng dáng Chỉ có Trần Dữ cùng hai đứa trẻ chơi đùa Còn trêu chọc cô Bị cô mắng một trận nên thân Có người sách pháo hoa đi qua Thấy cố lâm bất giác lên tiếng Đại đường chủ không cùng chúng tôi đi chơi sao Hôm nay tôi có việc Mọi người dần tản mát Ngoài chân khôi phục sự yên tĩnh Cô Lâm dõi mắt về phía cửa nhà Tùy Viễn và các bác sĩ vẫn chưa ra ngoài Mọi người đang dán câu đối Chuẩn bị đón Tết Còn Hoa Tiên Sinh thì lặng lẽ nằm trong phòng mổ mắt lại một tiếng đồng hồ nữa trôi qua, bác sĩ khoa mắt đi ra ngoài. Tiếp theo là Tùy Viễn. sắc mặt của bọn họ rất khó coi. Cô Lâm tiến lên hỏi Tùy Viễn: Tình hình thế nào rồi? Không tốt. Thị lực bên mắt trái nhiều khả năng không có cách nào hồi phục. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Lúc đó viên đạn sượt qua bên ngoài, nhưng để lâu ảnh hưởng đến điểm vàng, không dễ hồi phục. Hai người đều trầm mặc. bầu không khí ở hai đường cát vô cùng đè nén, hoàn toàn trái ngược với thế giới náo nhiệt bên ngoài để tôi vào xem tiên sinh thế nào cố lâm nói tùy viễn ngăn cô lại khỏi hoa tiên sinh không cần ai an ủi không phải an ủi đã đến tết rồi tôi muốn hỏi xem tiên sinh định đón giao thừa thế nào tùy viễn dõi mắt lên không trung pháo hoa đủ lại màu sắc sáng rực một vùng trời anh kéo cố lâm đi ra ngoài hoa tiên sinh làm gì có tâm tư đón tết Cố Lâm đứng ở ngoài gió lạnh một lúc lâu, trong lòng lại không mấy dễ chịu khi nghe thấy kết quả phẫu thuật do đó cô không tranh cãi với tùy viễn để mặc anh lôi đi tùy viễn thở dài cứ nhìn người ở trong nhà là tôi lại cảm thấy cuộc sống con người thật vô vị cô thử nghĩ xem hoa tiên sinh đấu với số phận với người đời khó khăn lắm mới giành thắng lợi nhưng có tất cả trong tay thì sao chứ anh ta đột nhiên nắm chặt tay cố lâm tôi may mắn hơn anh ta nhiều người tôi thích còn có thể cùng tôi đón tết cố lâm tôi có chuyện muốn nói với cô Cố Lâm hiểu ý anh, cố tỉnh lạnh mặt nghiêm giọng. Tùy viễn, anh đừng nói những điều không nên nói. Chúng ta đều là người của Lan Phương, đều có vị trí của mình. Chăm sóc tiên sinh mới là việc quan trọng nhất. Không biết hôm nay bị sao, nhìn thấy bộ dạng của Hoa Thiệu Đình, trong lòng Tùy viễn rất buồn. Cứ tưởng Tam Tiểu Thư quay về, mọi chuyện sẽ khác đi. Nhưng cuối cùng, Hoa Thiệu Đình vẫn phải đón một cái Tết lạnh lẽo như bao năm qua. Anh không biết lần này Hoa Tiên Sinh lại phải đợi mấy năm cũng không biết liệu người đàn ông đó còn có thể đợi thêm mấy lần sáu năm nữa đây bởi vậy tùy viễn cảm thấy có những chuyện nhất định phải thổ lộ ngay bằng không sau này muốn nói nhiều khả năng vật còn người mất không bao giờ có cơ hội nữa cô lâm đi rất nhanh tùy viễn liền đuổi theo đứng chắn trước mặt cô lấy hết dũng khí nói với đối phương cô lâm tôi thật sự thích em đêm giao thừa nhiệt độ ở thành phố mộc cuối cùng cũng tăng lên đôi chút hoa thiệu đình vẫn bị băng kín mắt trái nhưng tâm trạng không tồi anh đứng bên cửa sổ cười cười nhìn cố lâm cố lâm không chịu nổi lên tiếng tiên sinh có chuyện gì thì cứ nói đi ạ à? hoa thiệu đình lắc đầu không dám tôi sợ bác sĩ tùy giết người diệt khẩu mạng sống của tôi còn nằm trong tay cậu ta cố lâm cúi đầu lặng thinh hoa thiệu đình vẫy tay bảo cô tiến lại gần cố lâm đi đến anh quan sát cô từ trên xuống dưới Đột nhiên mở miệng Chuyện này không phải tại tôi Là do tên óc bã đậu trần dữ Mới sáng sớm cậu ta đã rêu rao tôi qua nhìn thấy cô và Tùy Viễn cùng đi về Cố Lâm tức đến mức Thề sẽ băm phàm trần dữ Nhưng ngoài miệng vẫn bình tĩnh trả lời Tiên sinh đừng nghe người khác nói linh tinh Cố Lâm vừa tức vừa buồn cười Một lúc sau mới khai thật Tôi không đi về cùng Tùy Viễn Chỉ là cùng rời khỏi hai đường khác mà thôi lúc đó anh ta nói thích tôi hoa thiệu đình tựa vào cửa sổ không tiếp tục nói đùa với cô mà tỏ ra đặc biệt nghiêm túc tùy viễn từng nhắc với tôi chuyện này nếu cậu ta đã mở miệng thổ lộ với cô thì chắc chắn đó là lời thật lòng cố lâm gật đầu quay ra thu dọn tài liệu ở trên bàn để né tránh ánh mắt anh cô cất giọng ngượng ngùng nếu tiên sinh cảm thấy con người anh ta ổn thì cứ như vậy đi Cô Lâm có thể nhìn ra Hoa tiên sinh hy vọng cô nhận lời tùy viễn nên trả lời bằng một câu lập lờ ý tứ không rõ ràng Nghe thấy lời nói gần như mặc nhận của cố Lâm Hoa Thiệu Đình không tỏ ra vui mừng mà cất giọng đầy cảm khái Đều là người lớn cả rồi chuyện của hai người cứ tự quyết định đi Cố Lâm hồi tưởng lại cảnh tượng ở hành lang tối qua dưới bầu trời pháo hoa rực sáng cuối cùng cô cũng trao cho tùy viễn một nụ hôn người đàn ông đó đúng là tên ngốc rõ ràng lớn hơn cô nhiều tuổi mà chưa từng có bạn gái cố lâm không rõ lúc bấy giờ cô có bao nhiêu phần thật lòng cuối cùng cô một mình quay về phòng trằn trọc mất ngủ cố lâm tự hỏi với lòng mình rồi thì chỉ có thể kết luận cô không hoàn toàn vì mục đích lôi kéo và mua chuộc tùy viễn nên mới làm vậy cố lâm quay lưng về phía hoa thiệu đình cố gắng cất giọng nhỏ nhẹ để anh yên tâm tiên sinh đừng chơi chúng tôi nữa bằng không Tôi sẽ chẳng dám cùng tùy viễn đến gặp tiên sinh Bây giờ cô nói chuyện Cũng nghiêng về phía cậu ta rồi Tôi mất công nuôi cô 6 năm Cậu ta tự dưng được người Còn suốt ngày đến chọc tức tôi Hoa thiệu đình vừa dứt lời Tùy viễn liền xuất hiện ở cửa Anh đến kiểm tra mắt của hoa tiên sinh Vừa ngẩng đầu Anh phát hiện cố lâm cũng ở trong phòng Thế là cả ba đều im lặng Cố lâm ngượng ngùng đứng lui ra cửa Không nhìn bọn họ Tùy viễn phấn khởi Định cho hỏi cô một câu Nhưng bị phát lờ bắt gặp ánh mắt của Hoa Thiệu Đình, anh lắp bắp. Anh đừng nhìn tôi như vậy, tôi đang nổi da gà đây này. Người đàn ông ngồi bên cửa sổ, nở nụ cười mang hàm ý sâu xa. Tùy viễn chỉ muốn vả vào miệng kẻ nhiều chuyện. Hoa Thiệu Đình cả ngày buồn chán, bây giờ gặp chuyện mới mẻ, nên tâm trạng cũng vui hơn. Điều đó càng khiến Tùy viễn bực bội trong lòng. Anh đừng để ý đến chuyện của chúng tôi, hãy lo cho bản thân anh ấy. Đã có tin của Tam Tiểu Thư chưa? tùy viễn vừa nhỏ thuốc vừa hỏi hoa thiệu đình lắc đầu bình thản đáp chưa tìm thấy thì tiếp tục tìm kiếm cô ấy lái xe của nhà họ tưởng đúng không như vậy càng dễ lần dấu vết tùy viễn ngẫm nghĩ rồi nhắc nhở đối phương tôi biết nhưng lần này chẳng khác nào mò kim đáy bể bởi cô ấy đã rời khỏi thành phố mộc nếu tìm không ra thì sao hoa thiệu đình ngước một bên mắt nhìn tùy viễn tùy viễn không tiếp tục đề tài này mà hạ giọng khuyên anh được rồi Ý của tôi là anh nên nghĩ thoáng một chút Hoa thiệu đình ngẩng đầu Để đối phương thay thuốc Đồng thời cắt giọng nhàn nhạt, nhạt, Tìm không ra thì cứ tiếp tục tìm 10 năm 20 năm cho đến khi tôi chết Cô Lâm Cô nghe cho rõ rồi ra ngoài thông báo với bọn họ Nếu người nào không muốn tìm Bảo bọn họ có bản lĩnh đến giết chết tôi trước Tôi còn sống ngày nào thì vẫn phải tìm kiếm ngày đó Đây là mệnh lệnh, rõ chưa? Vâng, thưa tiên sinh cuối cùng hoa thiệu đình nói có chuyện muốn hỏi chỉ giữ lại tùy viễn bảo cô lâm ra ngoài trước tôi muốn hỏi cậu vết sẹo mổ đẻ trên bụng phụ nữ và vết sẹo mổ ruột thừa có gì khác biệt không vừa định trả lời tùy viễn chợt nhận ra điều bất thường ngượng ngập vặn lại đối phương anh hỏi chuyện này làm gì anh định bắt ai mổ đẻ sao hoa thiệu đình chẳng buồn giải thích cậu ra dấu vị trí cho tôi xem nào tùy viễn không hiểu nhưng vẫn làm theo lời anh hoa thiệu đình trao mày Đúng là Bùi Bùi đã từng sinh con, tôi đã nhìn thấy vết sẹo đó, nhưng cô ấy nói là mổ dư thừa, không cho tôi hỏi kỹ. Một cái là ở bên phải, một cái ở giữa, anh chẳng có kiến thức gì cả." Hoa Thiệu Đình nói lạnh lùng. "Kiến thức của tôi không cần thiết dùng vào phương diện này." Tùy Viện nhanh chóng đoán ra, vì sao Hoa Thiệu Đình có thể nhìn thấy vết sẹo ở bụng Bùi Hoan, anh ta mất tự nhiên mắng một câu, "Đúng là lưu manh." Hoa Thiệu Đình liếc anh ta, "Bác sĩ Tùy, chuyên nghiệp một chút." mổ đẻ cũng tốt người mẹ khỏi cần chịu đau đớn cực nhọc tùy viễn nói một câu an ủi hoa thiệu đình lắc đầu tôi còn không hiểu cô ấy hay sao giống lần này cô ấy chẳng mang theo thứ gì một mình đi tỉnh khác cũng không dám rút tiền từ ngân hàng không hiểu cô ấy sống kiểu gì nữa tùy viễn biết hoa thiệu đình luôn lo lắng cho tam tiểu thư khuyên nhủ cũng vô dụng anh ta đành đi ra ngoài ngó nghiêng sau đó quay lại hỏi thì lệ dẫn cháu nội đến đại sảnh lớn gói rủi cảo anh có đi xem không hà thiệu đình ngẩng đầu dõi mắt ra ngoài cửa sổ vừa vặn có người bán pháo hoa sáng rực không khí vui vẻ và náo nhiệt mới là đêm giao thừa anh cười nói đi thôi đêm giao thừa toàn thành phố không ngủ đèn đóm sáng trưng chỉ trong một năm chỉ riêng tối hôm nay là không có khoảng cách giữa các khu vực trong thành phố tất cả mọi người đều có chung tập tục như nhau tại ngôi nhà nhỏ ở thành phố diệp bùi hoan và thẩm minh đang gói rủi cảo Phát hiện cô không biết gói, Thẩm Ninh liền tiến lại gần dạy cô. Xanh xanh còn biết một chút bởi vì ở trại trẻ mồ côi, các cô nhân viên và những người tình nguyện thường cùng bọn trẻ nấu rủi cào. Xanh xanh thông minh thật đấy, giỏi hơn mẹ rồi. Bùi hoan khen con gái, xanh xanh đi đến dạy cô như người lớn. Bùi hoan ôm con bé, hai mẹ con cùng gói. Tivi ở phòng ngoài bắt đầu phát chương trình chúc mừng năm mới, âm thanh đặc biệt rộn ràng. Cửa kính đầy hơi nước nhưng vẫn có thể phân biệt được màu của pháo hoa. Lại một năm trôi qua, dù khó khăn vất vả ra sao, năm cũ cũng đã kết thúc. Cho đây có ăn tết thế nào? Thẩm Minh đột nhiên hỏi. Bùi hoan cười lắc đầu. Tôi cũng không nhớ rõ, chẳng có gì thú vị. Thẩm Minh đi đun nước sôi để chuẩn bị nấu sủi cảo, anh ta gãi đầu. Sau khi mẹ tôi phát bệnh, mấy năm nay tôi đều đón tết một mình. Tôi không có công an việc làm ổn định, chỉ trông coi hiệu sách dưới nhà, cũng chẳng có bạn bè nên rất vô vị. Sau này cô có thể sống ở đây, chúng ta chăm sóc lẫn nhau cũng rất tốt. Bùi hoan mỉm cười, theo tiếng pháo nổ tưng bừng, cô cắt cao giọng với anh ta. Chúc mừng năm mới! Thẩm Minh cười hì hì, vui vẻ như một đứa trẻ. Hai người bỏ sủi cào vào cặp lồng giữ nhiệt rồi mang đến bệnh viện cho mẹ anh ta. TV trong phòng bệnh cũng đang phát chương trình chúc mừng năm mới. Mẹ Thẩm Minh trò chuyện rôm rả với bệnh nhân ở giường bên cạnh. Thẩm Minh đi vào, mẹ anh ta nhìn chằm chằm rồi hỏi anh ta tên gì. Người xung quanh đều cười. Thẩm Minh nhẫn nại nói chuyện với mẹ, sau đó đút sủi cảo cho bà. Bùi hoan vốn ở ngoài chờ Thẩm Minh, nhưng mẹ anh ta không nhận ra con trai, bỗng dưng nổi nóng, suýt nữa ném cặp lòng giữ nhiệt xuống đất. Chứng kiến cảnh tượng này, cô liền bảo xanh xanh ngồi yên trên ghế, rồi chạy vào giúp đỡ. Thẩm Minh ngăn cô lại. Đừng, mẹ tôi lúc hồ đồ tính tình thất thường không ổn định. Cô dẫn xanh xanh đi chơi một lát đi, không sao, một mình anh khó có thể say sở, anh cầm lấy để tôi đút cho. Bùi Hoan nói. Thẩm Minh không cho cô làm, nhưng Bùi Hoan mặc kệ anh ta. Cô đi dỗ bà Thẩm trước, hỏi bà năm nay bao nhiêu tuổi, thu hút sự chú ý của bà. Bà Thẩm chưa từng gặp cô, nhất thời yếu kỳ, nên không còn làm mình làm mày. Bùi Hoan gắp miếng sủi cảo, thổi nguội, vừa nói chuyện vừa đút cho bà. Cuối cùng mẹ Thẩm Minh cũng ăn vài miếng chứng kiến cảnh này bà già ở giường bên cạnh hết sức ngưỡng mộ trêu thẩm minh hai ngày không gặp thằng bé này kiếm được người vợ tốt rồi con dâu tôi còn chẳng thèm để ý đến tôi ấy chứ thẩm minh vội giải thích không phải đâu ạ à, đây là bạn cháu cô ấy cùng cháu đến đây mẹ cháu không ngồi yên nên cô ấy mới giúp đỡ gì đừng nói lung tung một người khác cười bà già nhà cậu mà biết cậu tìm được bạn gái tốt như vậy chắc chắn sẽ tỉnh táo ngay lập tức cậu mau đi nói với bà ấy đi Thẩm Minh đỏ mặt, hai người lại cùng bà Thẩm xem tivi một lúc, bởi vì đã muộn nên y tá đến bảo bọn nọ ra về. Bùi Hoan bế xanh xanh cùng anh ta đi xuống dưới. Bây giờ đã qua thời khắc giao thừa, nhưng đường phố vẫn đông người, tiếng pháo không ngớt, xanh xanh bị tai cười khanh khách. Thẩm Minh ngập ngừng muốn nói điều gì đó. Về đến cửa nhà, anh ta mới mở miệng. Thật ngại quá, hôm nay làm phiền cô nhiều. Anh đừng nói vậy, tính ra anh cũng là ông chủ của tôi, Kỳ thực tôi không biết cách chăm sóc người khác Nhưng trước đây anh trai tôi bị ốm Tôi luôn ở bên cạnh anh ấy Nên cũng có chút kinh nghiệm Bùi hoan thả xanh xanh xuống đất Đi đun nước tắm cho con bé Thẩm Minh lại nói Hôm nay tôi thấy cô đi xem thông báo tuyển người Cô mà đi làm thêm buổi tối thì hơi mệt Nếu cô cần tiền gấp tôi có thể Đừng Bùi hoan kiên quyết ngắt lời anh Mẹ anh đang nằm viện Có thể cần tiền đến bất cứ lúc nào Tôi không thể vay anh Dù sao bây giờ tôi cũng nhàn rỗi một thời gian nữa xanh xanh mới mổ tìm công việc làm thêm cũng tốt thẩm minh hết cách không tiếp tục thuyết phục cô bùi hoan tự động đi rửa bát đũa rồi bế xanh xanh đi tắm thẩm minh chạy xuống phòng mình ở tầng dưới đằng sau cánh cửa phòng dán tấm poster của bùi hoan từ mấy năm trước anh ta có chút buồn bực gãi đầu nhìn poster hồi lâu hiệu sách của thẩm minh không có thời gian kinh doanh cố định hễ có việc là anh ta đóng cửa từ lúc đến sống ở đây, ban ngày rảnh rỗi là bùi hoan cùng xanh xanh trong coi hiệu sách. Vừa mới ra Tết nên đường phố vẫn còn vắng vẻ, nhưng hiệu sách vẫn mở cửa như bình thường. Bùi hoan ngồi từ sáng đến 5 giờ chiều mới đóng cửa. Buổi tối, cô đi dạy piano cho đám trẻ con ở trung tâm bồi dưỡng đến 10 giờ mới về. Nói là dạy đàn nhưng thực chất chỉ là trong nom bọn trẻ và chơi với chúng. Bởi nhiều phụ huynh đi làm về muộn nên gửi con cái ở đó, Bùi Hoan tình cờ phát hiện ra chỗ này trên báo. Trung tâm không chính quy nên cũng chẳng có nhiều quy định. Điều kiện lợi nhất là người phụ trách đồng ý cô dẫn xanh xanh đi cùng. Cuộc sống của Bùi Hoan bây giờ chỉ tồn tại trong khoảng cách giữa hai cột đèn xanh đèn đỏ trên phố Hồng Diệp. Bùi Hoan đã bỏ lại điện thoại di động khi cô rời khỏi thành phố Mộc. Tới thành phố Diệp cô cũng không dùng điện thoại. Cho tới nửa tháng sau khi người phụ trách của trung tâm bồi dưỡng hỏi số di động của cô, Bùi Hoan mới đi siêu thị mua loại điện thoại rẻ tiền nhất và số mới của thành phố Diệp. Trong danh bạ chỉ có số của bác sĩ và một vài người cô thường tiếp xúc. Ngày tháng trôi qua trong bận rộn, đến khi Bùi Hoan nhớ ra, bên ngoài đã là mùa xuân. Những đêm mất ngủ, hành trình bỏ trốn, nỗi sợ hãi đã bị Bùi Hoan giấu ở một nơi sâu thẳm trong nội tâm mà không ai biết. Cả cuộc đời này ngoài bản thân cô, chẳng người nào có thể đánh thức chúng. Yêu hay hận cũng đã trở thành quá khứ, khả năng hồi phục của con người luôn đáng kinh ngạc hơn họ tưởng. Tất cả giống như một bức tranh sơn dầu đã phai màu, ngày càng nhạt dần, cuối cùng chẳng còn gì cả. Mẹ thẩm minh hôm nay có buổi khám sức khỏe tổng thể, trời chưa sáng, anh ta đã đi đến bệnh viện, nhà chỉ còn lại hai mẹ con bùi hoan. Ăn sáng xong, cô xuống tầng 1 mở cửa hiệu sách. Thời gian vẫn sớm nên bùi hoan bảo xanh xanh ngồi trong cửa hàng vẽ tranh, còn cô đến quầy báo ở bên cạnh mua tờ báo về đọc. Ở quầy báo, Bùi Hoan tình cờ nhìn thấy tin tức đám cưới của Tưởng Duy Thành trên trang nhất tờ giải trí. Lúc này, Bùi Hoan mới biết tên tiếng Trung của Alice là Dương Lệ Tư. Đám cưới hoành tráng của Tưởng Duy Thành và Alice diễn ra vào tối hôm qua, là người thừa kế duy nhất của Tưởng Gia, lại là nhân vật có tiếng. Tưởng Duy Thành trước kia từng có tin đồn kết hôn, nhưng anh chưa bao giờ thừa nhận. Cho đến bây giờ, cuối cùng anh cũng chịu công khai cô dâu của mình với bản dân thiên hạ. Phong viên lá cải biết trên trời dưới đất, Alice chỉ là người mới vừa gia nhập làng giải trí liền xảy ra tin đồn với Tưởng Duy Thành, tưởng thiếu nổi tiếng phong lưu chẳng ai ngờ cuối cùng cô lại có thể đi cùng anh đến ngưỡng cửa hôn nhân. Báo chí nhận xét không dễ nghe, có người nói Alice hy sinh sự nghiệp để đổi lấy sự chấp thuận của mẹ chồng, có người nói cô bắt chấp thủ đoạn để giành lấy vị trí tưởng phu nhân. Bùi Hoan xem ảnh đăng trên báo, kể từ lúc vào nghề, Alice luôn đi theo con đường ngây thơ trong sáng mặc dù cũng hoạt động trong làng giải trí nhưng cô chưa có cơ hội gặp cô ta về cửa hàng ngồi một lúc mà vẫn không có khách bùi hoan đi bật chiếc tv nhỏ đặt ở trong góc cô chuyển đến kênh giải trí của thành phố mộc quả nhiên truyền hình đang phát lại đám cưới của tưởng duy thành đứng trước khách sạn bạch sao đoàn xe hoa sang trọng xếp thành hàng dài đám cưới nghe nói tốn cả chục triệu khiến toàn thành phố xôn xao tất cả cơ quan truyền thông liên quan đến lĩnh vực giải trí đều đưa tin trong đám cưới, Tưởng Duy Thành mặc com lê màu trắng, hình ảnh anh mỉm cười hôn cô dâu, có lẽ khiến không biết bao nhiêu người ngưỡng mộ. Bùi Hoan hơi thẫn thờ, ngẫm nghĩ mới thấy, cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa cô và Tưởng Duy Thành đã cách xa gần 10 năm. Lúc bấy giờ, hai người chắc nằm mơ cũng không thể ngờ, họ gắn kết với nhau bằng một cuộc hôn nhân, rồi lại có ngày Bùi Hoan trở thành người ngoài cuộc. Trên màn hình, bà xã của Tưởng Duy Thành mặc bộ váy cưới màu trắng tinh khôi, hai người đều nở nụ cười đặc biệt hạnh phúc. Alice có ngũ quan trong sáng ngọt ngào, cô không thích hợp với phong cách trang điểm rực rỡ. Nhưng tại đám cưới, cô lại dùng loại son Roger Helios mà bùi hoan rất quen thuộc. Loại sắc của loại son này rất rực rỡ. Lúc còn trẻ, bùi hoan ngông nghênh bướng bỉnh, cô hiểu rõ ưu thế của mình, lại thích màu sắc đó nên mới thường dùng nó. Hơn nữa lần đầu tiên cô sử dụng son môi cũng là loại này, là món quà hoa thiệu đình tặng cô. Nhưng nó không thích hợp với Alice Chẳng hiểu vì là trùng hợp Hay vì tưởng Duy Thành Nên cô ta mới chọn phong cách trang điểm đó Mùi hoan rót một cốc nước Tiếp tục theo dõi tin tức Cô thừa nhận bao nhiêu năm trôi qua Alice mới là người có tư cách Cùng tưởng Duy Thành đi đến hết cuộc đời Có đôi khi hạnh phúc không liên quan đến Việc gặp nhau sớm hay muộn Cũng không liên quan đến tình yêu Màn hình chuyển sang cảnh tuyên thể Tưởng Duy Thành đáng lẽ phải trao nhận cưới cho vợ mình nhưng một điều đáng ngạc nhiên là anh chỉ đeo sợi dây chuyền kim cương gia truyền của nhà họ tưởng vào cổ Alice, bọn họ không trao nhận cưới cho nhau. Bùi Hoan đột nhiên đứng bật dậy, xanh xanh nhận ra điều bất thường, liền chạy lại đưa tranh vẽ của mình cho cô xem. Cô vừa dỗ con gái, vừa tiếp tục theo dõi cuộc phỏng vấn sau đám cưới của bạn họ. Việc không trao nhẫn cưới tuy không hợp lễ nghĩa, nhưng ngay sau đó tưởng Duy Thành đã giải thích trong cuộc trả lời phỏng vấn công khai anh tiết lộ, đây là quyết định của anh và mẹ sau khi thương lượng. Mẹ anh quyết định tặng tín vật gia truyền để thể hiện sự tôn trọng con dâu. Tưởng Duy Thành bình thản phát biểu trước ống kính camera. "Đâu phải cứ trao nhận mới được chứ, chúng tôi mất bao thời gian chọn lựa cũng không thể tìm ra kiểu dáng như mong muốn, chỉ bằng trực tiếp dùng sợi dây gia truyền sẽ càng có ý nghĩa hơn." Trong suốt cuộc phỏng vấn, Alice chỉ mỉm cười, không nói một lời, biểu hiện tôn trọng người chồng và cử chỉ đoan trang của cô hoàn toàn giành được thiện cảm của công chúng. Mẹ ơi, đó không phải là chú Tưởng à? Xanh xanh ngoảnh đầu xem tivi, đột nhiên reo lên. Chú Tưởng hứa sẽ đến thăm chúng ta, sao chú ấy vẫn chưa tới hả mẹ? Bùi hoan tắt tivi, bế con bé ngồi bên cửa sổ, cô đưa cây bút sáp màu cho xanh xanh rồi cầm tay con bé, vẽ từng nét chữ trên giấy. Đó là một chữ hỉ rất lớn. Nhà chú tưởng có chuyện hỉ nên gần đây chú ấy bận. Cô giáo ở tại trẻ mồ cô nói với con, nhà có chuyện hỉ sẽ phát kẹo, vậy chú tưởng có phát kẹo cho con không? Bùi hoan so ra đầu xanh xanh nói nhỏ, có con ạ. Buổi tối, xanh xanh chơi với đám trẻ con ở trung tâm bồi dưỡng đến mệt nhoài. Trên đường về nhà, con bé ngủ gục trên vai bùi hoan bùi hoan đặt con bé lên giường rồi mở tủ tìm áo khoác cô mặc hôm đến thành phố diệp thẩm minh nấu đồ ăn đêm ở dưới nhà gọi cô xuống bùi hoan nói đợi một lát bảo anh ta cứ ăn trước bùi hoan cầm chiếc hộp nhỏ đến bên bàn gần cửa sổ cô bật đèn do dự một lúc rồi mở ra bên trong là chiếc nhẫn cưới tưởng duy thành đưa cho cô bùi hoan thất thần nhìn chiếc nhẫn hồi lâu thậm chí đằng sau xuất hiện một người cô vẫn không hay biết Thẩm Minh cầm bát bánh trôi tàu cười hì hì đưa cho cô nhưng khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên bàn anh ta tròn mắt cắt cao giọng Cô định làm gì vậy? Định bán nhẫn à? Đó là thiết kế của nhãn hiệu nổi tiếng đúng không? Bạn gái cũ của tôi suốt ngày chê tôi không có tiền đồ hay lên mạng tra mấy kiểu nhẫn như thế này đưa cho tôi xem nói khi nào kết hôn phải ăn chơi không sợ tốn kém Anh ta lại nhảy một hồi bùi hoan cười đóng chiếc hộp lại Không phải tôi chỉ lấy ra xem thôi Cô làm tôi giật mình Thẩm Minh lại gãi đầu theo thói quen. Có điều nói thật, chương nhận này rất đáng giá. Con gái cô đang đợi làm phẫu thuật. Bùi Hoan quay đầu về phía xanh xanh thở dài. Đây không phải là đồ của tôi. Sắc mặt Thẩm Minh lộ vẻ hiếu kỳ. Bùi Hoan đẩy anh ta ra ngoài. Được rồi, đừng hỏi nữa. Anh cứ xuống dưới nhà ăn trước đi. Cô đóng cửa, tựa vào cánh cửa ngậm nghĩ hồi lâu. Cuối cùng có một quyết định. Bùi Hoan cầm điện thoại gọi cho chị Kính. Là em, Bùi Hoan đây. Nghe thấy giọng cô, chị Kính giúp động hỏi một chàng tài. Cô đang ở đâu? Sao lâu như vậy mà không thèm gọi điện thoại cho tôi? Con bé thế nào rồi? Tưởng suy Thành đã kết hôn, cô có biết không? Cậu ta cưới Alice rồi. Vâng, em biết rồi. Giọng bùi hoan không một chút sao động, sợ chị Kính lại hỏi tiếp, cô nói luôn. Bây giờ em đang ở thành phố Diệp, chị Kính, chị có thể cho em vay tiền mua hai tấm vé máy bay không? Chị Kính giật mình, trầm mặc một lúc mới lên tiếng. Con bé này, cô sao thế? Cô định đi đâu? em muốn về thành phố Mộc một chuyến, nhưng em sẽ quay lại thành phố Diệp ngay trong ngày. Cô điên à, khó khăn lắm cô mới trốn thoát, việc gì phải quay về. Em muốn gặp Alice, đúng rồi, chị hãy giúp em tìm số điện thoại của cô ấy, em có chuyện thật mà. Chị Kính, bây giờ em không có tiền mua vé máy bay, mong chị hãy giúp em. Nghe cô nói vậy, chị Kính mềm lòng, vừa thở dài vừa nhận lời. Tôi sẽ đặt giúp cô ngay, cái gì gọi là vay với mượn, cô bỏ đi mà không mang theo nhiều tiền đúng không? đi lâu như vậy sao không gọi điện cho tôi lẽ nào cô nghĩ tôi sẽ bỏ mặc cô hay sao không phải em không có việc gì cần dùng đến tiền một khi đã quyết định bỏ đi em phải nghĩ cách đối mặt chỉ là lần này chẳng còn cách nào khác nên mới nhờ chị bùi hoan chỉ nói qua loa cũng không giải thích rõ ràng chị kính bảo đưa cho địa chỉ cô sống chết không chịu sau đó cúp điện thoại biết chị kính sẽ bực tức nhưng bởi vì tịnh chị em bao nhiêu năm bùi hoan vẫn tin tưởng ở chị Quả nhiên một lúc sau Chị nhắn cho Bùi Hoan số điện thoại cô cần Bùi Hoan cắt hộp nhẫn Xuống tầng dưới tìm Thẩm Minh Nhờ anh ta ngày mai giúp cô đưa xanh xanh đến trung tâm bồi dưỡng Ở đó ban ngày cũng có giáo viên Đều là người sống ở khu vực quanh đây Có thể giúp cô trong con gái Thẩm Minh lập tức nhận lời Hỏi Bùi Hoan có việc gì À tôi định đi gặp một người bạn Chắc có thể quay về trong ngày Bùi Hoan cầm bát bánh trôi tàu đã nguội Ăn ngon lành giữ đồ của người khác trong lòng cứ thấp thỏm không yên thẩm minh không hiểu nhưng vẫn nở nụ cười ngây ngô anh ta đi rửa bát cất giọng nghiêm túc cô đừng nôn nóng quá chuyện gì cũng có cách giải quyết trước đây mẹ tôi thường nói với tôi con người không nên lúc nào cũng nghĩ mình khổ cô thử nghĩ xem trên đời này có việc cho cô làm có đối tượng cô muốn đi hâm nóng cơm cho người đó thế là đủ rồi bùi hoan từ từ nuốt viên bánh trôi tàu cuối cùng trong miệng toàn là hạt vừng ngọt ngọt ấm áp đến tận tâm can. Cô nói, đúng vậy, anh có mẹ, tôi có con gái, như vậy cũng rất hạnh phúc rồi. Cô từng không biết đến nỗi khổ của người đời, từng ăn ngon mặc đẹp. Nhưng trải qua bao năm chìm nổi, cuối cùng cũng chỉ một bát trôi tàu, nguội lạnh, nhưng cô cảm thấy thỏa mãn. Sáng sớm ngày hôm sau, buổi hoan chưa đến 6 giờ đã đến sân bay. Hai thành phố không xa không gần, chuyến bay mất 3 tiếng đồng hồ, nên tới gần buổi trưa cô mới về đến thành phố Mộc. Thời tiết đã ấm áp hơn, nhưng Bùi Hoan vẫn bị kín từ đầu đến chân. Cô bắt xe đi đến điểm hẹn với Alice. Alice hẹn gặp cô tại phòng riêng của một quán trà bình dân, dù sao cả hai cũng không muốn bị phóng viên bắt gặp. Bùi Hoan đi vào, phát hiện đối phương đã ngồi đợi cô từ lâu. Bùi Hoan ngồi xuống phía đối diện, Alice mỉm cười với cô. "Tôi nên gọi chị một tiếng chị Hoan, tính theo tuổi nghề, chị là bậc tiền bối của tôi." Bùi Hoan tháo kính râm, Hôm nay cô mặc áo khoác và quần bò rẻ tiền, cầm túi vải bình thường, buộc tóc đuôi gà. Bộ dạng chẳng khác nào vừa đi siêu thị mua thức ăn. Cô lắc đầu. Tôi đã rút lui từ lâu rồi. Alice ở bên ngoài vô cùng xinh đẹp, trông còn dịu dàng hơn trên TV. Đáng tiếc, cô ta vẫn dùng màu son rực rỡ đó. Bùi hoan nhìn ra người phụ nữ ở phía đối diện đang cố gắng khống chế thái độ thù địch với mình. Cô đành đi thẳng vào vấn đề, lấy cái hộp nhẫn khỏi túi sách đẩy đến trước mặt Alice. Tưởng phu nhân hôm nay tôi chỉ muốn đưa cái này cho cô coi như trả vật về chủ cũ tôi không có ý gì khác cô đừng hiểu nhầm alice dán mắt vào bùi hoan một lúc cô ta đột nhiên giơ tay mở nắp hộp im lặng nhìn chiếc nhẫn hồi lâu sau đó từng giọt nước mắt chảy dài xuống cỏ má cô ta bùi hoan nói nhỏ tôi không muốn khiến cô khó xử thành thực xin lỗi tôi biết thật ra không nên tìm cô nhưng chiếc nhẫn này có ý nghĩa trọng đại tôi thật sự không gánh nổi bắt buộc phải trả về với chủ nhân của nó. Tưởng phu nhân, hôm nay tôi đến đây mà không nói với bất cứ ai, cũng không liên lạc với anh ấy, mong cô hãy yên tâm. Nếu những lời tưởng Duy Thành nói với cô không có ý nghĩa đặc biệt, chỉ là anh nhất thời hưng phấn, bùi hoan cũng sẽ cho qua. Nhưng qua đám cưới rầm rộ hôm trước, anh mới biết tưởng Duy Thành che giấu một bí mật to lớn, đó là lời hứa về hôn nhân, cả cuộc đời anh chỉ định dành cho một người. Chính vì vậy, bùi hoan dù thế nào cũng không thể giữ chiếc nhẫn này. Alice nắm chặt hộp nhẫn trong tay, cất cao giọng. Bùi hoan, chị có biết bao năm qua tôi sống thế nào không? Tôi thích anh ấy từ lúc chưa vào nghề. Tôi từng thu thập tạp chí, ảnh chụp trong phim của chị, ăn mặc trang điểm theo phong cách của chị. Cô ta nghẹn ngào. Nhưng nhìn thấy bộ dạng thảm hại của chị bây giờ, tôi cảm thấy chẳng đáng chút nào. Cô ta đặt hộp nhẫn lên ngực, nước mắt lại giàn rụa, không thể kiềm chế. Bùi Hoan không nói một lời chỉ lặng lẽ ở bên cạnh cô ta cho đến khi Alice hồi phục tâm trạng Bùi Hoan mới rút tờ giấy ăn đưa cho cô ta nhìn cô ta lau nước mắt cô chỉ vào miệng đối phương cô rất xinh nhưng không thích hợp dùng màu son này cô chẳng cần thiết phải làm vậy đây là một trong những món quà đính hôn tưởng duy thành tặng cho tôi tôi biết đây là loại son chị thích nhất có lẽ không phải anh ấy cố ý mà chỉ là cảm thấy người phụ nữ dùng son màu này là đẹp nhất Alice cúi đầu, đột nhiên rút một đống giấy ăn, lau sạch sẽ vết son trên miệng, sau đó cô ta ngẩng đầu nhìn chằm chằm Bùi Hoan. Trong một khoảnh khắc, cô ta dường như muốn đánh người, nhưng cuối cùng cũng kiềm chế bản thân. Cảm ơn chị đã trả lại nhẫn cho tôi. Bị một người phụ nữ khác chứng kiến sự thảm bại của mình, hơn nữa còn là người luôn coi mình là tình địch, cảm giác này không dễ chịu chút nào. Tuy nhiên, mục đích của Bùi Hoan hôm nay rất chân thành, cô không muốn giả nhân giả nghĩa hơn nữa, dù chịu nhiều cay đắng và ấm ức, nhưng Alice vẫn đợi được người cô ta cần đợi. Cuối cùng, Alice cắt giọng bình tĩnh. Tôi sẽ không nói cho tưởng Duy Thanh biết chuyện này. Tôi sẽ cắt dấu chiếc nhẫn. Bất kể phải đợi bao nhiêu năm, tôi tin sớm muộn cũng có ngày anh ấy sẽ nói thật với tôi. Nếu cả cuộc đời này anh ấy không chịu nói, vậy thì đợi đến lúc chúng tôi đầu bạc sang long, tôi sẽ đem cái nhẫn này ngả bài với anh ấy. Ngữ khí của cô ta lạnh nhạt nhưng kiên định. Bùi hoan, Chắc chắn anh ấy sẽ hiểu Tôi yêu anh ấy hơn chị Bùi hoan mỉm cười Như vậy là tốt nhất Tôi biết tất cả mọi người bao gồm cả chị Đều cho rằng tôi vì đồng tiền Vì muốn gả cho nhà giàu nên mới quyền rũ anh ấy Không sao tôi sẽ từ từ chứng minh cho mọi người thấy Bây giờ tôi từ bỏ tất cả Tôi chẳng cần thứ gì Kể cả anh ấy không cưới tôi Tôi cũng sẽ tiếp tục chờ đợi Alice cẩn thận cắt hộp nhẫn Lúc cô ta cúi đầu Sợi dây chuyền kim cương trên cổ cô ta sáng lấp lánh sau đó cô ta từ từ đứng dậy phong thái tỏa ra vẻ trang nhã của một nữ chủ nhân thật sự trước khi kết hôn tưởng duy thành nói với tôi anh ấy không định trao nhẫn tôi liền đồng ý mà chẳng hỏi nguyên nhân kết quả tôi đã đoán đúng cả cuộc đời này anh ấy chỉ tặng nhẫn cưới cho một người nhưng người đó không phải là tôi tưởng duy thành thật sự may mắn bởi vì có một người vợ vì yêu anh nên nguyện tác thành cho bí mật của anh bùi hoan rất hiểu tâm trạng của alit Lớp phấn trang điểm trên mặt lúc này hơi nhòe nhòe Nhưng cô ta vẫn nở nụ cười kiên định Người ngoài cuộc đều hiểu nhầm Và có thành kiến với Alice Nhưng sau khi trực tiếp gặp mặt Bùi hoan cuối cùng cũng phát hiện Thiên hạ đã nhầm Alice là một người phụ nữ đáng khâm phục Bùi hoan thở vào nhẹ nhõm Cắt giọng chân thành với cô ta Tôi thật lòng hy vọng hai người sống hạnh phúc Alice không nói thêm một lời Lặng lẽ đội mũ, đeo kính Rồi cầm túi sách chuẩn bị rời đi Trước khi ra cửa, cô ta quay người lại, rút hai túi kẹo và một tấm thiệp cưới đưa cho Bùi Hoan. Anh ấy đã sớm chuẩn bị nhưng không tìm thấy chị, vì vậy anh ấy để ở nhà không động đến. Tuy đã muộn nhưng tôi vẫn muốn thay anh ấy đưa cho chị. Nhận ra đây là thiếp cưới của bọn họ, Bùi Hoan mỉm cười nhận lấy. Là tôi nuốt lời, tôi đã hứa sẽ đi uống rượu mừng của hai người. Alice ngập ngừng, cuối cùng vẫn thốt ra miệng. Nếu sau này gặp khó khăn gì, chị có thể trực tiếp tìm tôi. Bùi hoan ngẩn người, biết Alice không chịu lép vế, phải khiến cô khó xử một lần mới cân bằng tâm lý. Cô quyết định tỏ ra yếu thế lắc đầu. Cô yên tâm, tôi sẽ không bao giờ làm phiền anh ấy, cũng không làm phiền đến cô. Alice nở nụ cười khách sáo từ biệt cô. Bùi hoan dõi theo bóng lưng đối phương cho đến khi cô ta khuất dạng. Cô không thể không thừa nhận đây là người phụ nữ kiên cường. Bùi hoan mặc áo rời khỏi quán trà, hai tiếng đồng hồ sau mới tới chuyến bay về thành phố Diệp, nhưng cô ra sân bay luôn. Cô cố tình không ngắm nhìn đường phố, không cố ý nhớ ra đây là nơi nào, cũng ép bản thân không nghĩ đến quá khứ, giống như chỉ ở lại đây thêm một chút nữa thôi, cô sẽ bị đánh trở lại nguyên hình. Đáng tiếc chỉ vì một chiếc nhẫn, Bùi Hoan đã có hành động mạo hiểm. Ngay sau khi cô rời đi, có người nhanh chóng vừa gọi điện thoại, vừa bắt xe bám theo. Nhìn qua cửa sổ máy bay, sáng chiều ở thành phố Diệp vô cùng rực rỡ, Bùi Hoan về đến phố Hồng Diệp mới hơn 7 giờ tối. Mặc dù hơi mệt nhưng cô cảm thấy nhẹ lòng. Hôm nay đã xin nghỉ nên cô không phải dạy đàn mà chỉ đi đón xanh xanh rồi nhân tiện đi siêu thị mua thức ăn về nhà chuẩn bị bữa tối, đợi thẩm minh về cùng ăn. Bùi Hoan không biết nấu nướng, mãi gần đây mới học làm vài món đơn giản. May mà thẩm minh tốt tính, người lại thật thà, dù cô nấu không ngon, anh ta cũng chẳng chê bai. Một tháng qua, mẹ con cô và anh ta sống rất hòa thuận, sau bữa cơm, TV lại phát tin tức liên quan đến cuộc hôn nhân của tưởng Duy Thành. Bản tin nhắc đến chuyện Lan Phường và gia tộc họ tưởng đối địch. Mấy năm nay, tình hình giữa hai bên tương đối căng thẳng. Nhân dịp con trai độc nhất lấy vợ, mẹ tưởng Duy Thành mấy hôm trước trả lời phỏng vấn, nói bóng gió, muốn bắt tay giảng hòa với chủ nhân của Lan Phường. Tưởng ngữ trong tin tức tương đối trang trọng chỉ cho biết xuất phát từ mâu thuẫn làm ăn giữa hai bên, chứ không dám đào sâu hơn. Bùi Hoan đang thu dọn bàn ăn, nghe thấy tin này liền bảo Thẩm Minh đừng chuyển sang kênh khác, cô dừng tay ngồi xuống xem. Mẹ Tưởng Duy Thành bình thường rất hiếm khi lộ diện. Thời còn trẻ, bà là tiểu thư danh gia vọng tộc, hô mưa gọi gió ở thành phố Mộc. Bà sinh con muộn, năm nay đã 60 tuổi nhưng giữ gìn nhan sắc rất tốt. Bà có phong thái con nhà quyền quý, phát biểu rất khéo léo uyển chuyển mà không kém phần trịnh trọng. Tiếp theo, màn hình quay về phòng thu hình, người chủ trì phát biểu. Lần này chủ nhân của Lan Phường tôn trọng bậc trưởng bối, tỏ thái độ hết sức khiêm nhường. Hôm tưởng Duy Thành kết hôn, Lan Phường lấy danh nghĩa của Hoa Tiên Sinh gửi khoản tiền mừng hậu hĩnh. Hai bên dàn xếp ổn thỏa. Dư luận cho rằng hai bên đã nhân cơ hội này xóa bỏ mọi oán thù. Thẩm Minh cũng theo dõi tin tức, tỏ ra hứng thú, quay sang hỏi Bùi Hoan. Lan Phường là kính Lan Hội phải không? Kính Lan Hội và tưởng ra là hai thế lực lớn một sáng một tối còn gì? Chẳng phải đợt trước đường cao tốc ở thành phố Mộc bị phong tỏa vài ngày, Tôi đọc tin là do bọn họ một phen sống mái tạo thành đấy. Bùi Hoan lặng thinh, cô chuyển sang kênh khác rồi đi rửa bát. Thẩm Minh vẫn muốn tiếp tục tán gẫu, đi theo hỏi cô. Cô là người thành phố Mộc, đã bao giờ đi lan phường chưa? Tôi đi rồi, cũng chẳng có gì, chỉ là một con phố bình thường mà thôi. Tôi cứ tưởng như trong phim điện ảnh, tôi tăm thần bí, cổng vào có người canh gác. Thẩm Minh tưởng tượng. Bùi Hoan bị anh ta chọc cười lắc đầu. Đâu có đáng sợ như vậy cô vừa xếp bát đĩa lên giá vừa chuyển đề tài ngày mai để tôi nấu chút gì mang đi cho mẹ anh trong tủ vẫn còn nhiều thức ăn thẩm minh vui vẻ gật đầu được mấy ngày nay tôi phải dậy sớm mẹ tôi khá mấy buổi liền trưa hôm sau bùi hoan mang cơm đến bệnh viện cho mẹ con thẩm minh bà thẩm đã quen cô mơ mơ hồ hồ đòi ăn bánh bao thẩm minh nói sẽ mua cho bà bà không chịu kéo tay bùi hoan đòi bánh bao nhân nấm hương còn nói sinh con trai không bằng sinh đứa con gái Bùi Hoan an ủi bà Tối nay cháu về làm, ngày mai mang đến cho bác Thẩm Minh ngại ngùng Bảo Bùi Hoan đừng nhận lời Cuối cùng nói không lại mẹ Anh ta hạ giọng thì thầm Phiền cô quá, mẹ tôi không tỉnh táo Chẳng biết lúc nào lại nghĩ ra mấy thứ kỳ quái rồi đòi ăn Không có gì Dù sao tôi cũng nhàn rỗi Buổi tối, Bùi Hoan xin trung tâm bồi dưỡng Cho về sớm để đi siêu thị mua thức ăn Sau 9 giờ tối Đồ tươi sống giảm giá hàng loạt cô buộc tóc sách giỏ hàng cùng các bà tím tranh nhau chọn nấm mua thịt băm sau khi chọn xong cô đột nhiên quay đầu tuy xung quanh đông đúc nhưng người lớn lên ở lan phường đều có giác quan đặc biệt nhạy cảm bùi hoan luôn cảm thấy có gì đó bất thường cô quan sát một lượt rồi nhanh chóng đi thanh toán sau đó bùi hoan sách túi lớn túi nhỏ đi bộ dọc trên phố hồng diệp sắp đến nhà cô đột ngột sẽ vào cửa hàng tạp phẩm ở gần đó Nhờ giá hàng che khuất, Bùi Hoan âm thầm quan sát tình hình bên ngoài cửa kính, nhưng chẳng thấy bất cứ người nào. Tất cả vẫn bình thường, chắc tại cô đang nghi mà thôi. Bùi Hoan tiếp tục đi về nhà, vừa đến nhà chưa kịp mở cửa, đột nhiên có người thò tay từ đằng sau kéo túi đồ của cô. Bùi Hoan giật mình, rơi chân đạp theo phản xạ. Không ngờ, cô dễ dàng đạp đối phương bắn ra xa. Túi đồ rơi xuống đất, cô mới phát hiện là thẩm minh. Anh ta bị va vào cửa, ngã sóng xoài, đờ ra đó một lúc mới lắp bắp. Tôi nhìn thấy cô mua đồ nên mới xuống giúp cô. Bùi hoan đỡ anh ta dậy. Xin lỗi tại tôi căng thẳng quá. Cô định xem thẩm minh có bị thương ở đâu không, anh ta lắc đầu tỏ ý mình không sao. Bỗng dưng bị ăn một cú đá của bùi hoan, thẩm minh hết sức ngỡ ngàng. Đến khi hai người lên tầng trên, anh ta mới hỏi. Cô từng tập võ phòng thân đấy à, chuyên nghiệp quá đi. Bùi hoan lắc đầu, trước kia quay phim võ thuật nên tôi mới học mấy chiêu tôi không nhớ cô đóng lại phim đó hình như chỉ có phim văn nghệ thôi bùi hoan quên mất đây là fan hâm mộ ruột của mình nhất thời không biết biện chuyện thế nào đành hàm hồ cho qua à tôi chỉ học lấy lệ mà thôi được rồi hôm nay là lỗi của tôi xin lỗi anh thẩm minh cười bùi hoan lên gác xem xanh xanh con bé đã ngủ say lúc này cô mới yên tâm một chút Trưa ngày hôm sau, Bùi Hoan mang bánh bao và đồ ăn đi bệnh viện tìm Thẩm Minh, nhưng bác sĩ nói với cô, hôm nay Thẩm Minh không đến bệnh viện. Anh ấy có thể đi đâu nhỉ? Anh ấy ra khỏi nhà từ sáng sớm. Bùi Hoan cảm thấy kỳ lạ, cô đem bánh đến cho mẹ Thẩm Minh ăn trước, lại bảo xanh xanh đừng chạy lung tung rồi đi gọi điện thoại. Di động của Thẩm Minh có tín hiệu nhưng không ai bắt máy. Bùi Hoan chẳng biết đi đâu tìm anh ta nên đành hỏi các cô y tá. Mọi người đều nói bình thường anh ta đến rất sớm, nhưng hôm nay không thấy bóng dáng, mọi người còn tưởng anh ta bận việc đột xuất. Bùi Hoan bế xanh xanh xuống tầng dưới, trong lòng hơi bất an, điện thoại đột nhiên có tin nhắn gửi tới là số của Thẩm Minh. Bùi Hoan mở ra xem, đầu óc trống rỗng ngay tức thì. Có người dùng máy của Thẩm Minh nhắn cho cô, nếu cô còn muốn gặp anh ta thì hãy dẫn con gái đến hội quán 817, không có con bé, vậy thì đừng mong gặp lại anh ta. Bàn tay cầm di động của bùi hoan run run Xanh xanh đứng một lúc Cảm thấy buồn chán Nên kéo tay áo cô hỏi nhỏ Mẹ ơi chúng ta về nhà đi Bùi hoan lập cập gọi vào số di động của thẩm minh Đầu kia quả nhiên có người bắt máy Nhưng im lặng Bùi hoan lập tức đoán ra là ai Hoa thiệu đình anh đúng là đồ khốn Nói xong bùi hoan ném mạnh điện thoại Di động đập vào bờ tường vỡ tan Các bệnh nhân và y tá đang ở xung quanh Đều giật mình đứng lại nhìn cô Bùi Hoan ngồi xổm xuống hành lang bệnh viện, ôm chặt xanh xanh, vùi mặt vào người con bé. Lòng ngực cô tắc nghẹn, toàn thân run rẩy. Xanh xanh hoảng sợ ôm cổ mẹ thì thầm. Mẹ đừng tức giận, xanh xanh nghe lời mẹ. Vừa nói con bé vừa giơ tay vỗ lưng Bùi Hoan, tỏ ý vỗ về, giống như mỗi lần cô bảo con bé đừng sợ. Bùi Hoan quay người về phía phòng bệnh, mẹ thẩm minh vẫn không biết gì. Bà không tỉnh táo nên cũng chẳng nhận ra hôm nay con trai mình chưa đến. Bùi Hoan nghiến răng đứng dậy, cô bé xanh xanh rồi tháo khăn quảng cổ để che đi gương mặt nhỏ nhắn của con bé. Sau đó cô nói, xanh xanh, cho dù xảy ra chuyện gì, con cũng phải nhớ, mẹ rất yêu con. Xanh xanh nửa hiểu nửa không, gật đầu rồi ngả vào vai Bùi Hoan. Bùi Hoan liền bế con bé đi nhanh xuống dưới vẫy taxi. Trên đường đi, xanh xanh hỏi khẽ, mẹ ơi, mẹ không cần con nữa đúng không? Xanh xanh lớn lên ở trại trẻ mồ côi, bởi vì ốm yếu bệnh tật nên luôn bị mọi người nhìn bằng con mắt khác thường, vì thế con bé đặc biệt nhạy cảm. Bùi Hoan nghẹn ngào lắc đầu. Làm gì có chuyện đó, xanh xanh là mạng sống của mẹ. Cô ôm chặt con gái vào lòng, hít một hơi sâu, ép bản thân bình tĩnh, sau đó cô lẩm bẩm, bất kể xảy ra chuyện gì, lần này mẹ sẽ luôn ở bên con. Hội quán 817 quả nhiên là do người của Kính Lan hội mở. Bùi Hoan thoạt nhìn là đoán ra ngay, nói là câu lạc bộ tư nhân, bên ngoài mở một quán ba bình thường làm bình phong. Lúc Bùi Hoan xuống xe, tài xế taxi ngập ngừng vài giây có lòng tốt nhắc nhở, "Cô bạn trẻ con vào trong đó thì không hay cho lắm, nơi này loại người nào cũng có." Bùi Hoan lắc đầu trả tiền rồi đi thẳng vào hội quán. Rất nhanh có một người quen ra cửa đón cô, cô là mặt mày vô cảm, cung kính cúi đầu chào hỏi Bùi Hoan, "Cam tiểu thư." Nói xong, cô Lâm ra hiệu cô đi theo mình. Bọn họ bắt thang máy xuống tầng hầm. Bốn mặt thang máy đều lắp gương soi. Bùi Hoan không nhìn cố Lâm nhưng vẫn bắt gặp nụ cười trên khóe miệng cô ta. Giống hệt hôm hai người ở trước cửa hải đường khác. Thảo nào cố Lâm đắc ý như vậy chắc chắn cô ta đã sớm biết cô có con. Tầng hầm trang trí sao hoa lộng lẫy khác hoàn toàn trên mặt đất. Mùi hương mờ ám như có như không thoang thoảng khắp nơi. Vách tường đều là thảm nhung màu tím mờ hành lang ngoằn ngoèo thậm chí nhìn không ra cửa phòng ở vị trí nào bốn bề vô cùng yên tĩnh nếu có người đi qua cũng cúi thấp đầu hành lang nhiều ngã rẽ không có người dẫn đường chắc chắn bùi hoan sẽ bị lạc trong mê cung này bùi hoan đi theo cố lâm cô thì thầm dặn dò xanh xanh đừng lên tiếng sau đó cô giữ đầu con bé trước ngực mình không cho nó nhìn ngó lung tung thẩm minh đang ở đâu cố lâm hơi dừng bước quay đầu nói hoa tiên sinh dặn chúng tôi đưa anh ta đi nghỉ bây giờ chắc anh ta đang ngủ Cô dùng lại thuốc gì? Bùi Hoan hỏi thẳng, đừng nói những lời thừa thãi với tôi. Là thuốc an thần, chúng tôi chỉ muốn anh ta yên tĩnh một lát. Bùi Hoan thở phào nhẹ nhõm. Cô Lâm đưa cô đi tới căn phòng ở phía trong cùng. Khi cánh cửa làm bằng da mở toang, một mùi hương thảo mộc sọc vào mũi Bùi Hoan là mùi trầm hương hết sức quen thuộc. Bùi Hoan đi vào trong, cô Lâm lui ra ngoài, nói sẽ canh chừng trên mặt đất. Bùi Hoan quan sát một lượt, căn phòng rất rộng không biết trước đây dùng để làm gì nhưng bởi vì sự xuất hiện của hoa tiên sinh nên đồ đạc bị dọn dẹp sạch sẽ hoa thiệu đình mặc áo khoác màu xám nhạt đang đứng tựa vào chiếc sofa dài ở góc phòng sofa được làm theo phong cách thời kỳ trung cổ trên ghế xuất hiện một khẩu súng kể từ lúc bùi hoan bước vào phòng hoa thiệu đình không hề có phản ứng bùi hoan nhìn chằm chằm khẩu súng đồng thời che mắt xanh xanh cô mở miệng trước em và đứa nhỏ đã đến đây rồi anh thả thẩm minh ra đi nếu không phải anh ta giúp em em còn chẳng có chỗ nương thân Hoa Thiệu Đình nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc lâu sau mới thở hắt ra ngồi xuống ghế quan sát cô từ đầu đến chân Bùi bùi em có biết bộ dạng của mình bây giờ trông như thế nào không Bùi hoan phát hiện bản thân còn có thể bật cười thành tiếng cô nói thản nhiên Con người kiểu gì cũng phải cúi đầu trước hiện thực cuộc sống một khi không có tiền ăn cơm lấy đâu ra thời gian suy nghĩ đến chuyện mặc đồ gì được rồi, anh thả thẩm minh ra đi. Hoa thiệu đình gõ hai tiếng xuống thành ghế, bức tường màu tím mờ ở bên cạnh đột nhiên mở ra. Một cánh cửa, tường và cửa hoàn toàn như nhau nên chẳng ai nhận ra. Có người dẫn thẩm minh đi vào phòng. Anh ta bị bịt mắt, miệng cũng bị dán kín, chỉ có thể ú ớ điều gì đó. Thẩm minh tạo ra động tĩnh, khiến người đàn ông ngồi ở sofa trao mày. Thuộc hạ lập tức vung tay định đánh anh ta, bùi hoan liền xông tới ngăn bọn họ. Đừng động vào anh ta, thuộc hạ quay sang người đàn ông ngồi ở sofa, hoa tiên sinh lắc đầu, thuộc hạ liền lui ra ngoài, trước khi đi còn đạp thẩm minh một cái khiến anh ta ngã xuống đất, bùi hoan sốt ruột, anh mau thả anh ta đi, hoa thiệu đình cởi áo khoác ném sang một bên, chậm rãi nói với cô, bùi bùi, tôi không muốn gặp em trong hoàn cảnh này, là em ép tôi, anh nhìn bé gái trong lòng bùi hoan, giơ tay về phía cô, giao con bé cho tôi trước đã. Bùi Hoan nghiến răng nói rảnh giọt từng chữ một Em dám đưa con bé đến đây tức là đã nghĩ thông suốt anh muốn động vào con bé thì hãy giết em trước Xanh xanh bị khăn quảng cổ của mẹ che mặt nên không hiểu xảy ra chuyện gì nhưng con bé biết mẹ đang vô cùng tức giận Bùi Hoan kích động càng dùng sức ôm chặt xanh xanh đến mức nó cảm thấy đau nó muốn ngoái đầu quan sát xung quanh nhưng bị Bùi Hoan ấn vào lòng Xanh xanh bắt đầu cảm thấy sợ hãi gọi một tiếng Mẹ, trong lòng bùi hoan như bị thứ gì đó kéo xuống vực sâu đã đến nước này không ai có thể cứu mẹ con cô cô ôm xanh xanh bất động nói với hoa thiệu đình mau thả thẩm minh đây là chuyện của anh và em đừng để liên lụy đến người vô tội hoa thiệu đình nở nụ cười lạnh lùng chuyện của tôi và em sao vậy em hãy nói cho tôi biết đứa nhỏ này là con ai bùi hoan giật mình vô thức che mặt xanh xanh anh đừng nằm mơ hoa thiệu đình năm xưa con anh có kết cục như thế nào anh đã tận mắt chứng kiến rồi con gì vậy thì là con của em và tưởng duy thành sao ngữ khí của hoa thiệu đình không chút sao động anh từ từ đứng dậy bùi hoan muốn lùi lại phía sau theo phản xạ nhưng vì con gái nên cố trấn tĩnh đứng bất động hoa thiệu đình lấy khẩu súng ở trên sofa bùi hoan vẫn không nhúc nhích anh đi đến trước mặt cô thẩm minh ở dưới đất ú ớ la hét điều gì đó hoa thiệu đình không thèm để ý đến anh ta mà chỉ nhìn bùi hoan anh giơ tay muốn bề đứa bé trong lòng cô bùi hoan liền vung tay tát rất mạnh vào mặt anh đừng có động vào con bé cô dường như dùng toàn bộ sức lực đánh anh xong nước mắt trào khóe mi xung quanh đột nhiên có vô số người lao vào phòng lo lắng hỏi anh hoa tiên sinh hoa thiệu đình lao vết máu ở khóe miệng bình thản nói một câu không có gì ra ngoài đi Mọi người chẳng có phản ứng Anh liền giơ súng bắn một phát vào bờ tường Cột Đám thượng hạ lập tức lui ra ngoài Chẳng ai dám ở lại Nghe thấy tiếng súng xanh xanh khóc hòa à lên Bùi hoan vừa dỗ con gái Vừa ngước mắt nhìn hoa thiệu đình Không phải là con tưởng Duy Thành Cũng không phải của anh Các anh đều không cần hao tâm tổn trí vì đứa nhỏ này Hoa thiệu đình cười nhạt Đi sang bên cạnh hai bước Vừa bạn tới chỗ thẩm minh Ý thức anh định làm gì Bùi hoan lập tức đặt con gái xuống đất giơ một tay kéo anh, anh dám mũi súng chĩa vào đầu thẩm minh hoa thiệu đình đứng thẳng người còn bùi hoan quỳ một chân xuống đất một tay bảo vệ con gái một tay ngăn anh lại cô gần như phát điên tôm lấy mũi súng không cho anh hành động nhưng hoa thiệu đình chỉ đứng im lặng ở đó như đêm mưa gió của sáu năm trước anh đứng trầm mặc không thay đổi nhưng cũng đủ hủy diệt cô khiến cô cảm thấy bản thân chỉ là vật hiến tế hoa thiệu đình có vừa lòng hay không tùy thuộc vào tâm trạng của anh Hà Thiệu Đình lên tiếng, giọng điệu càng lạnh lẽo. Bùi bùi, ngày em trở thành người lớn, tôi đã nói rõ với em. Tôi cũng có giới hạn của mình, em cần phải biết em là người của ai. Nếu em dám nói dối, vậy thì nên gánh chịu hậu quả. Mũ súng của anh vẫn nhằm thẳng người đàn ông ở dưới đất, bùi hoan lao tới, chắn trước thẩm minh. Không được, anh ấy giúp em rất nhiều, mẹ anh ấy còn nằm viện, đừng coi như em cầu xin anh. Được, vậy tôi hỏi lại lần nữa, đứa bé này là con ai hoa thiệu đình nhìn cô ánh mắt dần tối thẫm bùi hoan nhìn con gái vẫn đang khóc nức nở lắc đầu mà không lên tiếng cô kéo khăn che mắt xanh xanh không cho con bé nhìn thấy rồi kéo nó vào lòng hoa thiệu đình tựa hồ đã có quyết định nhưng anh vẫn cất giọng nhẫn nại với cô em cũng biết từ chỗ đến nay tôi chưa bao giờ làm việc thiện cũng chẳng có hứng thú nuôi con của người khác con bé và thẩm minh hôm nay tôi chỉ giữ lại một người tự em chọn đi anh hãy thả thẩm minh đi Anh ta là người vô tội Không hề biết chuyện của em Hà Thiệu Đình đảo mắt qua người đàn ông Ở dưới đất gật đầu Được thôi Vậy thì tôi sẽ xử lý đứa nhỏ Để tránh sau này nó lớn lên Ngày ngày nhắc nhở tôi Em đã làm những chuyện gì ở bên ngoài Nói đến đây anh phay cổ tay Nhằm thẳng mũi súng vào xanh xanh Cuối cùng vẫn xảy ra tình huống này bùi hoan cảm thấy toàn thân như bị rút hết sức lực cô gần như quỳ xuống trước mặt hoa thiệu đình cô lập tức kéo xanh xanh ra sau lưng run rẩy nằm lấy bàn tay đang cầm súng của anh chĩa vào ngực mình cô ngước mắt nhìn anh cất giọng kiên định anh nổ súng đi nếu anh muốn nói chết thì hãy giết em trước hoa thiệu đình tức đến mức không thể kiềm chế lên cơn ho sạc sụa bùi hoan giữ chặt tay anh em đã chịu đựng đủ rồi anh cả Em đã hứa với con bé Lần này cho dù xảy ra chuyện gì Em cũng đi theo nó Nếu anh thật sự muốn giết nó Em sẽ chết cùng nó Cô nhắm mắt không dám nhìn anh Nước mắt lại chảy dài xuống gò má Không biết bao giờ mới dừng lại Anh đừng say vào em nữa Đây chẳng phải lần đầu tiên anh đối xử với em như vậy Nhưng em không trách anh Em tệ như vậy đấy Cảm thấy hoa tiệu đình muốn lùi lại phía sau Bùi hoan ra sức giữ tay anh Ấn họng xuống vào người mình Chúng ta kết thúc đi, em thật sự chịu đủ rồi. Em biết mình vĩnh viễn không thể thoát khỏi. Em cũng chẳng muốn rời xa anh, nhưng em còn có xanh xanh, không thể bỏ mặc con bé. hà Thiệu Đình đứng bất động, không biết bao lâu, khi nước mắt trên mặt bùi hoan đã khô cạn, anh đột nhiên mở miệng gọi thuộc hạ. Đưa người này ra ngoài trước, thả cậu ta đi. Người vừa vào đều là thuộc hạ của Cố Lâm, bọn họ do dự một lát lại hỏi. Tiêu Dinh có cần cho hắn một bài học để hắn không dám ăn nói bậy bạ không? Không cần, hãy thả cậu ta ngay lập tức. Vâng. Thẩm Minh bị đưa ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại bọn họ. Bùi Hoan buông tay anh, ngồi bệt xuống đất, xanh xanh sợ chết khiếp, nấc nghẹn ở trong lòng cô. Bùi Hoan không chịu nổi cảnh tượng này, lòng cô đau đớn như dao cắt. Cô không thể để con bé đối mặt với sự thật tàn nhẫn như vậy Nên cắt giọng khản đặc hỏi anh Hoa Thiệu Đình Anh tạo nghiệp chướng còn chưa đủ hay sao Cứ phải đi đến nước này Hoa Thiệu Đình im lặng bùi hoan biết từ trước đến nay anh nói một là một hai là hai anh đã thả thẩm minh thì chắc chắn không tha cho xanh xanh cô hết hy vọng trong lòng hạ quyết tâm an ủi con gái mẹ sẽ luôn ở bên con không sao đâu con đừng khóc nữa xanh xanh vốn sợ đến mức không thể thốt ra lời thấy bùi hoan như vậy nó càng hoảng sợ nó bắt đầu túm chặt áo bùi hoan sắc mặt đỏ bừng hô hấp dần trở nên khó nhọc nhận ra điều bất thường bùi hoan lập tức tháo khăn quảng cổ đặt con bé nằm xuống đất xanh xanh cuối cùng con bé bị ép đến mức phát bệnh bùi hoan đã vượt quá sức giới hạn chịu đựng của bản thân quay người hét lên với hoa thiệu đình anh hãy ra tay đi đừng để con bé chịu khổ nữa anh là đồ khốn đến trẻ con cũng không buông tha hoa thiệu đình cuối cùng cũng nhìn rõ diện mạo của xanh xanh nhận ra đôi môi của nó càng ngày càng tím ngắt anh chợt hiểu nguyên nhân vì sao toàn thân anh run lẩy bẩy cánh tay buông thõng khẩu súng rơi xuống đất. Bùi Hoan không biết làm thế nào để xanh xanh dễ chịu hơn, cô gần như phát điên. Hoa Thiệu Đình có phản ứng trước, anh ôm Bùi Hoan để cô bình tĩnh, đồng thời gọi người đưa xanh xanh đi cấp cứu. Bảo tùy Viện đến ngay, lập tức đưa đi bệnh viện. Mặt Bùi Hoan giản rũa nước mắt, đầu tóc lòa xòa. Sau khi xanh xanh được đưa đi cấp cứu, cô mới tìm lại được chút ý thức, sơ tay bóp trán mình. Hoa Thiệu Đình đột nhiên khó chịu trong người, nhìn thấy khóe miệng anh rỉ máu, trong lòng Bùi Hoan càng hỗn loạn. Cuối cùng cô cũng hiểu, đây là số phận của mình, cô không thể từ bỏ anh. Bùi Hoan nhích lại gần đỡ Hoa Thiệu Đình, nhưng anh lắc đầu, tùy tiện giơ tay lau vết máu. Bùi Hoan không dám động đậy, ngồi yên bên cạnh anh. Hoa Thiệu Đình nghỉ ngơi một lúc, cảm thấy đã ổn, anh gượng cười quay đầu nhìn cô. Sao em lại bướng bỉnh như vậy, con bé bị bệnh đến mức này, biết rõ tùy viện có thể chữa khỏi cho con bé mà em vẫn không chịu nói thật với tôi sao? bị anh bạch trần toàn bộ tâm tình của bùi hoan lại dội lên trong giây lát cô nhìn anh qua làn nước mắt mờ mờ rất lâu sau mới mở miệng anh cả em cầu xin anh xin anh hãy thai cho con bé bùi hoan nấc nghẹn thanh âm ngày càng nhỏ dần là em cứ muốn sinh con bé tưởng di thành giúp em năm đó anh ấy cố tình bày ra hiện trường cho anh thấy để anh tin đứa con không còn nữa mới tha cho em thật ra con bé không sao chỉ là sau khi lọt lòng đã mắc căn bệnh giống anh nhưng em không hề hối hận. Bùi Hoan cố gắng đè nén tâm trạng, kéo tay Hoa Thiệu Đình sụt sùi. Nếu anh không tin, hãy đi xét nghiệm, nó đúng là con gái anh. Một giọt máu đào hơn ao nước lã, dù anh không cần nó, em cũng sẽ nuôi nó lớn khôn. Em xin anh. Cả cuộc đời này, anh đã làm rất nhiều việc cho em. Anh hãy vì em mà tha cho con gái của chúng ta, được không anh? Hoa Thiệu Đình im lặng từ đầu đến cuối, đợi Bùi Hoan nói xong, anh thở dài một hơi đột nhiên ngả người về phía sau bùi hoan giật mình vội vàng quay sang ôm anh thật ra anh không sao chỉ là trong lòng buốt giá ba mươi mấy năm cuộc đời đến ngày hôm nay anh mới cảm thấy bản thân là người hoàn toàn thất bại hoa thiệu đình nằm xuống đất mới dễ chịu một chút tùy viễn tưởng nói anh có rất nhiều tật xấu quả đúng như vậy anh là người tự cao tự đại từ trước đến nay chưa bao giờ cho rằng mình làm sai Ví dụ bây giờ anh thật sự nghĩ không thông rốt của bản thân đã làm những gì mới có thể khiến Bùi Hoan khăng khăng nhận định anh muốn xử lý con ruột của mình. Hoa Thiệu Đình giơ tay Kéo Bùi Hoan nằm xuống ngực mình. Anh cất giọng trầm trầm. Anh hơi khó chịu, vì vậy em đừng ồn ào nữa. Em hãy nghe cho rõ những lời anh nói. Không phải anh không thích trẻ con. Anh không muốn có con là bởi vì cho đây bác sĩ nói với anh căn bệnh của anh là bệnh di truyền. Mẹ anh cũng bị nhưng vẫn kiên quyết sinh ra anh. Sau đó bà qua đời vì bệnh tim đột phát Đây đã là bi kịch của hai thế hệ Tại sao còn để con chúng ta chịu khổ chứ Năm xưa anh không cho em mang thai Một mặt vì thương em còn quá trẻ Mặt khác Hoa thiệu đình dừng lại Nâng cằm bùi hoan Lao sạch nước mắt trên gò má cô rồi mới nói tiếp Anh có khả năng ra đi bất cứ lúc nào Ngộ nhỡ một ngày nào đó anh xảy ra chuyện Em mới bao nhiêu tuổi Một mình em làm sao có thể nuôi dưỡng con nhỏ bị bệnh chứ Bùi bùi Em hãy thử nghĩ xem đây không phải là chuyện đơn giản, không như mấy trò bình thường em hay gây ra, anh phải suy nghĩ cho em, em có hiểu không?" Nói đến đây, anh áp tay vào má cô. Bùi Hoan ngồi dậy, hai người coi như bình tĩnh một chút, bắt gặp bộ dạng cúi đầu của cô, Hoa Thiệu Đình thở dài, ôm cô ngồi lên sofa. Bùi Hoan giơ tay che mặt nói nhỏ, "Thật ra em cũng không tin là anh tàn nhẫn như vậy, nhưng chính anh đã ép em đi bệnh viện, anh không muốn đứa con đó." Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, Bùi Hoan vẫn canh cánh trong lòng Hoa Thiệu Đình vuốt tóc cô Em luôn nói hổ dữ không ăn thịt con Đúng là anh không hy vọng em sinh con Để con và em chịu khổ Nhưng anh đâu đến nỗi xúc sinh như vậy Biết cô không hiểu Anh lại thở dài Tùy viễn luôn khuyên anh nên cho em biết sự thật Nhưng anh không thể nói rõ Những người đưa em đi là thân tín ở bên cạnh anh Đúng là anh không muốn có con Nhưng thật sự không phải là anh làm chuyện đó Thai Nhi đã 4 tháng Em tưởng anh không thường xót hay sao làm sao anh có thể ra tay chứ em đánh giá cao anh quá đây bùi bùi anh cũng là con người một người đàn ông bình thường hoa thiệu đình ôm bùi hoan thì thầm bên tai cô lúc biết em có thai anh vui mừng biết bao nhưng anh chẳng còn cách nào khác từ trước đến nay chưa có chuyện nào khiến anh do dự như vậy nhân lúc thai nhi còn nhỏ anh định khuyên em bỏ đi nhưng lại không đành lòng sau đó anh quyết định để em sinh con anh thích con gái nếu là con gái thì tốt biết mấy anh vỗ đầu cô Không tin em cứ đi hỏi tùy viễn Anh bị cậu ta cười nhạo không biết bao nhiêu lần Đến bây giờ cậu ta vẫn còn trêu chọc Nói anh chỉ thích bé gái Lúc nói câu này Anh không hề giống hoa tiên sinh Mà giống một người cha yêu thương con gái của mình Có thể vì đứa bé làm bất cứ điều gì Nghe anh bộc bạch Bùi hoan lại bắt đầu chảy nước mắt Cô cảm thấy mình bị điên rồi Ở đâu ra nhiều nước mắt đến vậy Lần nào cô cũng nhắc nhở bản thân không được rơi lệ Nhưng cuối cùng cũng chẳng tiến bộ sáu năm xa cách cô dùng toàn bộ sức lực để hận anh đến cuối cùng tất cả lại chỉ là một sự hiểu nhầm nước mắt cô càng tuôn như suối hoa tiểu đình biết không thể dỗ dành nên để mặc cho cô khóc nước mắt ướt đẫm vai áo sơ mi của anh bùi hoan còn nghiến răng cắn anh mới giải tỏa tâm trạng hãy nói cho em biết là ai làm cuối cùng bùi hoan cất giọng khản đặc ánh mắt hoa tiểu đình hơi tối tăm anh lắc đầu em yên tâm sau này sẽ không ai có thể làm hại con của chúng ta nó tên là gì, xanh xanh phải không? Anh nói cho em biết đi. Anh đã xử lý những người đó, em không cần lo lắng, là bọn họ tự ý quyết định cho rằng anh tuyệt đối không để em giữ lại đứa bé. Bùi Hoan không tiếp tục truy vấn, cô hiểu tính Hoa Thiệu Đình, chuyện anh không làm nhưng lại tự nguyện gánh 6 năm trời, chắc chắn có nguyên nhân nào đó mà anh không thể giải thích. Cô lờ mờ cảm thấy sự việc này không đơn giản, cô không dám tiếp tục đoán mò. Mắt Hoa Thiệu Đình đã gần như không nhìn rõ. Bùi Hoan biết là do phát súng của mình gây nên. Cô giơ tay chạm nhẹ vào vết sẹo mờ mờ trên lông mày của anh. Anh nắm tay cô, không cho cô động đậy. Bùi Hoan chợt nhớ tới tiết lộ của Tùy Viễn, nói Hoa Thiệu Đình đi bệnh viện nhìn thấy cảnh tượng sau khi cô phá thai, anh bị ốm một trận thập tử nhất sinh. Cô không thể tưởng tượng ra tâm trạng của anh lúc đó. Anh là người không muốn cô chịu cực khổ nhất trên cõi đời này. Cô hiểu rõ điều đó nên mới ngông nghênh chẳng sợ điều gì. Anh đối xử với cô rất tốt, thậm chí cả bố mẹ cô cũng không bằng vậy mà cô còn suýt nữa giết chết anh Bùi Hoan có trăm ngàn lời muốn nói nhưng không thể thốt ra miệng cô ôm Hoa Thiệu Đình lặng lẽ rơi lệ sợ cô cứ khóc mãi ảnh hưởng đến sức khỏe Hoa Thiệu Đình lau nước mắt trên mặt cô được rồi em đừng khóc nữa chúng ta đi xem xây xanh thế nào em đã làm mẹ rồi đấy Bùi Hoan miễn cưỡng khôi phục tâm trạng rút giấy ăn lau sạch mặt mình ngoài cửa đột nhiên có người lên tiếng tiên sinh Hoa Thiệu Đình nói khẽ, "Vào đi." Cố Lâm đẩy cửa đi vào, khóe mắt thấp thoáng ý cười. Cô nhìn Bùi Hoan, cuối cùng cung kính cúi đầu rồi mới quay sang Hoa Thiệu Đình, "Tiên sinh, tôi đã xử lý Thẩm Minh rồi, tiên sinh khỏi cần lo lắng." "Tôi bảo cô động đến cậu ta bao giờ?" Hoa Thiệu Đình không ngờ Cố Lâm lại làm vậy, nghiêm giọng, "Quỳ xuống." Cố Lâm lập tức quỳ xuống tấm thảm, cúi đầu giải thích, "Đây là sự việc đột xuất, tôi cũng chỉ nghĩ đến sự an toàn của người ở thành phố Diệp mà thôi. Nghe tin dữ, Bùi Hoan sững sờ, giấy ăn trong tay rơi xuống đất. Cô lảo đảo đứng dậy, cất giọng khản đặc khỏi Cố Lâm. Cô đã làm gì anh ta rồi? Cố Lâm không nhìn Bùi Hoan, vẻ mặt hết sức lạnh nhạt. Là anh ta không biết tốt xấu, sau khi được thả về còn định báo cảnh sát, để tránh phiền phức không cần thiết, tôi đã cho anh ta gặp tai nạn giao thông. Hoa Thiệu Đình không có thời gian chất vấn Cố Lâm, nhận ra Bùi Hoan có vẻ bất thường, anh liền kéo tay cô. Đầu óc Bùi Hoan nổ tung, cô không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào, cũng chẳng biết lấy đâu ra sức lực. Cô đẩy Hoa Thiệu Đình sang một bên, đi nhặt khẩu súng ở dưới đất rồi nhằm thẳng vào Cố Lâm bóp cò. Cố Lâm phản ứng nhanh như chớp, nhảy sang một bên né tránh, viên đạn bay sượt qua tóc cô ta. Hoa Thiệu Đình lập tức giữ cổ tay Bùi Hoan, ôm chặt cô vào lòng. Bùi bùi, em hãy bình tĩnh lại, Bùi Bùi. Bùi Hoan không thể thốt ra lời, cảnh vật trước mắt cô như một bộ phim câm đen trắng, sự chấn động và bi thương đến bất thình lình cuối cùng cũng khiến cô suy sụp. Bùi Hoan đứng không vững, chìm vào hôn mê bất tỉnh. Mấy ngày qua như một cơn ác mộng, sau khi tỉnh lại ở bệnh viện, Bùi Hoan không chịu mở miệng nói chuyện với bất cứ ai. Đầu óc cô vẫn tỉnh táo, cô còn lờ mờ nghe thấy bác sĩ kết luận: "Đây là chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương." Trong tâm tâm, Bùi Tiểu Thư đang tự trách Áp lực tâm lý quá lớn Hãy cho cô ấy thời gian Bùi Hoan biết có tự trách cũng chẳng giải quyết được vấn đề Bây giờ làm gì cũng vô ích Nhưng cô vẫn không thể vượt qua được bóng đen tâm lý ấy Cô luôn có cảm giác Mình đang bị nhốt ở một nơi nào đó Không thể thoát ra Đến ngày thứ ba Tùy Viễn dẫn xanh xanh vào phòng bệnh Con bé lặng lẽ nhìn Bùi Hoan Cô đột nhiên nhớ lại chuyện xảy ra mấy năm trước Lúc đó xanh xanh vừa tròn một tuổi cô buộc phải giao xanh xanh cho người khác để người ta đưa nó đi trại trẻ mồ côi cảnh tượng đó cả đời khó quên bùi hoan tựa như giật mình tỉnh giấc giơ tay về phía xanh xanh tùy viễn do dự sợ cô quá xúc động gây tổn hại đến con bé tùy viễn hỏi thăm dò một câu bùi hoan bình tĩnh nói với anh được rồi tôi biết anh là ai tôi thật sự không sao cho tôi ôm con bé đi mẹ xanh xanh lao vào lòng bùi hoan Chú tỷ nói con không sao rồi, chú ấy nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho con, con sẽ khỏe mạnh như các bạn khác. Bùi hoan im lặng ôm con gái một lúc lâu, sau đó cô véo mũi nó. Mẹ cũng không sao cả. Xanh xanh quay đầu liếc tùy viễn một cái, thì thầm vào tai cô. Các chú ấy đều nói mẹ bị ốm, còn cả bác kiên nữa, có phải bác ấy bắt nạt mẹ không? Con bé rúi vào lòng bùi hoan. Con sợ bác ấy, bùi hoan rất buồn nhưng không biết giải thích thế nào đành an ủi nó con đường sợ sẽ không có ai bắt nạt chúng ta xanh xanh ôm bùi hoan thân thể ấm áp của con bé khiến cô cuối cùng cũng lấy lại sự tỉnh táo cô đi đến bên cửa sổ dõi mắt ra bên ngoài buổi trưa ánh nắng rực rỡ cả thành phố như chìm trong tia sáng màu vàng nhạt hoa đảo nở rộ từ bao giờ bùi hoan hỏi tùy viễn đây là đâu bệnh viện hữu nhân của thành phố diệp hoa tiên sinh và người nhà họ đường có mối quan hệ qua lại để thuận tiện tiên sinh nhờ bọn họ sắp xếp hai mẹ con cô đến nơi này bùi hoan gật đầu thả tranh tranh xuống đất để con bé tự đi lấy hoa quả trên bàn tùy viễn đi đến bên cạnh bùi hoan cô im lặng một lúc lại hỏi tiếp có cứu được thẩm minh không tùy viễn thật thà đáp không bùi hoan không thể kiềm chế quay người giơ tay ôm mặt tùy viễn thử giúp cô thả lỏng tinh thần nhưng vô dụng anh nói cô yên tâm kính lan hội sẽ chịu trách nhiệm với mẹ anh ta ở bệnh viện cũng mời y tá riêng chăm sóc sau này mọi chi phí chữa trị và sinh hoạt đều có người phụ trách hoa tiên sinh đã cử người lo cho bà ấy đến khi bà ấy qua đời hơn nữa với căn bệnh của mình bà ấy cũng không biết con trai mình xảy ra chuyện bùi hoan cố gắng giữ bình tĩnh nói thì dễ nếu không nhớ có thẩm minh tôi và xanh xanh bây giờ cũng chẳng biết sẽ ra sao vậy mà tôi lại hại chết anh ta biết không có cách nào an ủi tùy viễn đành truyền đề tài Hà tiên sinh đã sai người đưa cố lâm về lan phường Tiên sinh nói khi nào về sẽ xử lý cô ấy Bùi hoan quay sang anh ta Anh khuyên tôi cũng vô ích Tôi sẽ không tha thứ cho cố lâm Tôi biết con bé đó không muốn tôi yên lành Nhưng nó dựa vào cái gì Mà coi mạng người như cỏ rác chứ Về chuyện này chắc chắn nó có mưu tính từ trước Tùy viện im lặng Một lúc sau mới thở dài Tôi hiểu rồi Không khí trong phòng bệnh trở nên căng thẳng Đúng lúc này đột nhiên có tiếng gõ cửa xanh xanh chạy đi mở cửa mừng rỡ chào hỏi chào chào chú đường bùi hoan quay đầu về phía cửa ra vào người đàn ông vừa xuất hiện có dáng vẻ nho nhã ôn hòa anh ta xoa đầu xanh xanh đưa cho con bé mấy cái kẹo bùi hoan thấy anh ta tương đối quen mặt nhớ là đã từng gặp nhưng vì thời gian quá lâu nên chẳng có ấn tượng cô đang ngập ngừng không biết chào hỏi thế nào tùy viễn mở miệng chào anh ta trước sau đó giới thiệu đây là đường tụng bây giờ bùi hoan mới nhớ ra mỉm cười Lâu rồi không gặp, cảm ơn tứ thiếu đã chiều cô chúng tôi. Nói xong, cô lại quay người đi chỗ khác, không có tâm trạng tiếp khách. Gia tộc họ đường rất nổi tiếng ở thành phố Diệp. Đường lão gia năm xưa cũng dính dáng đến xã hội đen. Trong gia tộc xảy ra không ít chuyện. Bây giờ chỉ còn lại đứa cháu trai duy nhất là đường tụng. Đường Tụng có tính cách ôn hòa, dù bùi hoan tỏ thái độ lạnh nhạt, nhưng anh ta cũng không cảm thấy thất lễ. Xanh xanh muốn ăn táo ở trên bàn, tùy viễn liền dẫn nó đi rửa. Phòng bệnh trở nên yên tĩnh Bùi hoan miễn cưỡng ngôn lại chuyện cũ Lần trước là cùng ăn cơm ở thành phố Mộc Sau đó tôi nghe nói tứ thiếu đã kết hôn Đường tụng gật đầu Im lặng vài giây anh ta mở miệng Tôi vừa đi gặp hoa tiên sinh Anh ta đi đến bên cửa sổ Nhìn ra ngoài tiếp tục lên tiếng Bệnh viện này xảy ra không ít chuyện Tôi và bà xã cũng từng gây phiền phức Ở nơi này Có điều tất cả rồi sẽ qua đi Câu cuối cùng, anh ta nói chậm rãi, có sự án chỉ rõ ràng. Bùi hoan bình thản đáp. Cảm ơn anh, tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Hoa tiên sinh có phúc, con gái hiểu chuyện, ngoan hơn đứa nhỏ nhà tôi nhiều. Đường tụng cười. Hôm nay không phải anh ta đến đây để khuyên giải bùi hoan, ngừng một lát anh ta nói tiếp. Với tư cách là bạn bè, tôi có hai câu muốn nói, nhưng để cặp thẳng với hoa tiên sinh thì không hay lắm, bởi vì một mặt tôi là hậu bối, không có tư cách góp ý với tiên sinh. Mặt khác người ngoài đứng xem chơi cờ không bách nước mới là quân tử nhưng để mối giao tình nhiều năm lần này tôi quyết định không làm quân tử bây giờ bùi hoan với nghiêm túc quan sát anh ta người đàn ông này rất có giáo dục lại hòa nhã thân thiện vậy mà không ngờ trong cuộc đấu đá nội bộ của đường gia mấy năm trước anh ta lại là người giành thắng lợi sau cùng đường tụng nói với cô tam tiểu thư hãy nhắc nhở hoa tiên sinh cẩn thận không tức nước vỡ bờ khi nào nên lùi thì lùi nghe anh ta nói vậy sống lưng bùi hoan lạnh toát cô hỏi anh cảm thấy ai có vấn đề đường tụng lắc đầu giúp cô mở cửa sổ thời tiết ấm áp cô hãy đưa con gái ra ngoài đi dạo đi nói xong anh ta lịch sự bảo cô nghỉ ngơi nhiều hơn rồi chuẩn bị rời đi đến cửa phòng anh ta lại bổ sung một câu đây là cực hạn của hoa tiên sinh cũng là cực hạn của kính lan hội bùi hoan một mình suy tư hồi lâu đến khi hoàng hôn buông xuống cô bước ra khỏi phòng bệnh của mình Xanh xanh đang ngồi ngoài cửa đọc truyện tranh, con bé thay bộ đồ mới kiểu công chúa rất đẹp, nhìn qua cũng biết là đồ đắt tiền. Không hiểu ai mua bộ váy này để lấy lòng con bé. Bây giờ xanh xanh đã xác nhận thân phận là con gái hoa tiên sinh, nó ngồi một chỗ đọc sách, nhưng ở các góc cũng phải có 4-5 người bảo vệ. Bùi hoan tạm thời gác câu nói của đường tụng sang một bên, đi đến xoa đầu con gái. Ai mua sách cho con vậy? Chú Đường ạ, à, chú ấy bảo nhà chú ấy cũng có bạn nhỏ, thích xem thứ này. Chúng ta đi thôi, lát nữa xem sao." Bùi Hoan kéo con bé đi tìm Hoa Thiệu Đình. Hoa Tiên Sinh đang nói chuyện với Tùy Viễn, hai mẹ con Bùi Hoan vừa đi vào, Tùy Viễn liền lui ra ngoài. Nhìn thấy Hoa Thiệu Đình xanh xanh sợ hãi trốn sau lưng mẹ, không chịu đi ra. Bùi Hoan bất lực, "Con ngoan, mau ra đây nào." Nói thế nào con bé cũng không chịu nhúc nhích, Bùi Hoan đánh bế nó lên. Hoa Thiệu Đình thở dài, "Thôi, em đừng ép con." Bùi Hoan nằm viện mấy ngày, xanh xanh sống chết không cho anh lại gần, hễ gặp anh là mếu máu. Cuối cùng, Hoa Thiệu Đình không chủ động tìm con bé mà nhờ tùy viễn trong hộ. Hôm đó anh làm con bé sợ chết khiếp. Bùi Hoan vừa dỗ con gái vừa nói với anh, xanh xanh cúi đầu trốn trong lòng mẹ, nhưng con bé không giấu nổi sự tò mò, thỉnh thoảng lại liếc trộm Hoa Thiệu Đình. Một lúc sau, cảm thấy anh cũng không đến nỗi đáng sợ, nó hỏi nhỏ, bác ấy có bắt nạt mẹ không? Không đâu con, Bùi hoan bế xanh xanh đưa cho Hoa Thiệu Đình Thấy cổ áo con bé sập sạch Hoa Thiệu Đình giơ tay giúp nó chỉnh lại Nhưng anh vừa động đậy Xanh xanh lại quay người ôm chặt lấy mẹ Xanh xanh nghe lời Tin mẹ được không con Bùi hoan không cho con bé làm nũng Lại chỉ hoa thiệu đình Bảo nó gọi một tiếng bố Nhưng không biết có phải xanh xanh Được di truyền tính bướng bỉnh của mẹ hay không Mà dỗ thế nào cũng không chịu mở miệng Được rồi Con muốn gọi là gì cũng được Đợi nó hết sợ anh rồi tính sau hoa thiệu đình giơ tay bế con bé xanh xanh cúi đầu không nhìn anh mà nghịch bông hoa nhỏ bằng vải trên áo mình trẻ con dễ bị phân tán sự chú ý một lúc sau con bé kéo chuỗi hạt trên cổ tay hoa thiệu đình cảm thấy thú vị nên dần dần không còn sợ như ban đầu hoa thiệu đình tháo chuỗi hạt đưa cho nó bùi hoan ra ngoài bảo tùy viễn làm thủ tục xuất viện trong phòng nghỉ chỉ còn lại hai bố con hoa thiệu đình lặng lẽ ngắm con gái cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm là chủ nhân của kính lan hội anh đã làm nhiều chuyện đáng bị báo ứng vì vậy ông trời mới bắt anh chờ đợi bao nhiêu năm cho đến khi một mắt sắp không còn nhìn thấy đến khi chỉ còn sót lại chút hơi thở cuối cùng mới chịu trả con gái cho anh xanh xanh tung đi tung lại vòng hạt đột nhiên ngẩng đầu hỏi tại sao bác bắt nạt mẹ cháu bố của các bạn không bao giờ bắt nạt mẹ của các bạn ấy đâu hoa thiệu đình cười con gái đang thay mẹ hỏi tội anh anh thử ôm nó nói nhỏ bố có bắt nạt mẹ đâu xanh xanh một lòng hướng về bùi hoan bị môi bác nói tối cháu nhìn thấy rồi nó ném vòng tay xuống bàn quay người trừng mắt với anh sau này bác không được bắt nạt mẹ cháu nữa tuy con bé còn nhỏ nhưng cũng có người nó muốn bảo vệ nhìn gương mặt tức giận của xanh xanh hoa thiệu đình chợt nhớ tới bùi hoan lúc còn nhỏ lòng anh mềm nhũn con cái quả là một sự nối tiếp kỳ diệu anh chỉ hận không thể đem cả thế giới đến trước mặt con bé chỉ cần nó vui là được. Hoa Thiệu Đình bị xanh xanh chọc cười, nhưng con bé muốn bảo vệ mẹ nên tỏ ra nghiêm túc. Thấy anh như vậy nó càng không vui, giơ tay véo mặt anh, không cho anh cười. Sau đó nó nghiêm giọng: Nếu bác ngoan, không bắt nạt mẹ con cháu, cháu sẽ gọi bác là bố. Xanh xanh nhớ tới các cô giáo ở trại trẻ mồ côi dạy, đứa trẻ ngoan cần phải biết lý lẽ mới có thể được nhận phần thưởng. Hoa Thiệu Đình gật đầu, được, bố sẽ cố gắng bùi hoan từ cửa đi vào vừa mở cửa cô liền nhìn thấy xanh xanh vỗ vỗ má hoa thiệu đình nói với anh câu gì đó như người lớn hoa thiệu đình liền nhận lời con bé không hiểu tại sao bùi hoan đột nhiên muốn khóc cô cố đẻ nén tâm trạng đi đến ôm cả hai bố con trải qua biết bao gian nan trắc trở biết bao chưa sót, cuối cùng cũng có ngày hôm nay nhưng cô không thể thốt nên lời hoa thiệu đình nắm tay cô nói nhỏ được rồi anh ở đây tất cả sẽ ổn thôi cô từng gây chuyện từng điên cuồng cũng từng bị ức khiếp hay trách anh nói dối hận anh thậm chí muốn giết anh nhưng hoa thiệu đình lúc nào cũng chỉ một câu nói anh vẫn ở đây nên tất cả sẽ ổn thôi trước khi bọn họ khởi hành về thành phố mộc bùi hoan đi thăm mẹ thẩm minh bà thẩm vừa được khám tổng thể tình trạng tắc mạch máu não không nghiêm trọng tinh thần của bà cũng rất tốt chỉ là bà vẫn không nhận ra mọi người bùi hoan lại làm bánh bao nhân nấm hương cho mẹ thẩm minh rồi cô nói với bà cô phải về nhà sau này bà muốn ăn gì hãy nói với hộ lý họ sẽ làm cho bà tương lai nếu có dịp đến thành phố Diệp cô nhất định sẽ đi thăm bà bà thẩm không hiểu chỉ kéo tay bùi hoan cười cười bùi hoan không yên lòng định đón bà về thành phố Mộc chăm sóc nhưng nhà bà ở đây các bác sĩ điều trị và hàng xóm láng giềng thân thiết cũng ở đây bà đi nơi khác chưa chắc đã là điều tốt lành hoa thiệu đình nói với cô lá rụng về cội, bà ấy cũng nhiều tuổi rồi, em không cần gói ép quá. Mọi người khuyên nhủ mãi, cuối cùng bùi hoan mới chịu rời đi. Cả đoàn về đến Lan Phường, Trần Phong đã đứng sẵn chờ ở cửa. Vừa nhìn thấy bùi hoan và xanh xanh, anh ta lập tức đi tới nghênh đón. Thuộc hạ của anh ta biết ý, đều đổi cách xưng hô, gọi cô là phu nhân. Bùi hoan nghe không quen. Các anh đừng gọi tôi như vậy. Không được, đây là quy tắc, trần phong xưng hô đặc biệt thuận miệng quay sang xanh xanh anh ta không biết nên gọi là gì nên cung kính xin ý kiến của hoa thiệu đình hoa tiên sinh hoa thiệu đình trầm tư suy nghĩ bùi hoan lên tiếng anh đừng chiều con bé quá nó vẫn còn nhỏ bảo mọi người gọi nhũ xanh là được nghe cô nói vậy cuối cùng anh cũng đồng ý xanh xanh đã không còn sợ và trốn tránh hoa thiệu đình nó ngoan ngoãn để anh bế vào nhà con bé hiểu chuyện nhanh chóng nhận ra hoa thiệu đình đối xử với mình rất tốt chỉ có điều nó vẫn chưa chịu gọi anh là bố Trần Phong cũng nhận ra điều bất thường Tại sao con bé không chịu gọi tiên sinh Nó cho rằng biểu hiện của tôi vẫn chưa đủ tốt Hoa Thiệu Đình mỉm cười trêu con bé Xanh xanh vẫn im lặng Vừa nắm tay bố vừa lén quan sát Trần Phong Vị tiểu thư nhỏ này có đôi mắt giống hệt hoa tiên sinh Trần Phong đâu dám sơ xuất Liền mang đống đồ chơi đã chuẩn bị sẵn đưa cho xanh 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 ngoan ngoãn nhận hết Nói với anh ta Cháu cảm ơn chú Người ở lan phường đều muốn gặp xanh xanh Nhưng bị hoa tiên sinh ngăn lại Không cần, chúng tôi xin nhận tâm ý của mọi người Con gái anh Một mình anh thương yêu là đủ Làm thiên kim của hoa tiên sinh Nhiều lúc cũng không phải là điều tốt lành Về đến hải đường khác Bùi hoan dọn dẹp phòng mình cho xanh xanh ở Con bé mệt mỏi cả ngày Vừa leo lên giường là ngủ ngay Hoa tiểu đình hô lên má nó Nói nhỏ với bùi hoan Tuần sau tùy viễn sẽ thu xếp mổ cho con Ở độ tuổi này làm phẫu thuật là tốt nhất hơn nữa tình trạng của nó khá hơn anh Dễ dàng hồi phục Bùi bùi em cứ yên tâm Bùi hoan gật đầu đáp chăn cho con Rồi cùng anh ra ngoài Cô khép cửa thở dài Em không cảm thấy lo lắng về tình trạng của con bé nữa rồi Bây giờ là mùa xuân Thời tiết tương đối ấm áp Hát tử đã tỉnh dậy sau giấc ngủ đông Cuộn tròn mình nằm trong bể Hoa thiệu đình và bùi hoan dừng lại xem nó Anh sai người mang con chuột bạch Hắc tử há miệng nuốt trọn Màu sắc thân thể của loài rắn này mờ mờ nhưng miệng đen xì nên lúc bổ mồi trông rất đáng sợ. Tâm trạng của Hoa Thiệu Đình rất tốt. Bùi Hoan có lời muốn nói nhưng anh mở miệng trước. Anh biết em muốn khuyên anh điều gì để anh suy nghĩ đã. Bây giờ đã có con gái anh càng không thể khăng khăng làm theo ý mình. Bùi Hoan nhắc nhở. Anh biết. Hoa Thiệu Đình để hắc tử tiêu hóa đồ ăn không chạm vào người nó. Anh và Bùi Hoan đi dọc theo hành lang dài Sắp đến bữa tối, xung quanh không một bóng người. Cố Lâm đang bị giam lòng, hải đường cát càng yên tĩnh. Hoa Thiệu Đình tựa vào cây cột gỗ, sờ mặt bùi hoan. Nhìn này, em lại gầy đi rồi. Nghe anh nói vậy, trong lòng cô trào dâng nỗi chua xót, cô lẩm bẩm. Thành phố Diệp không tốt chút nào, đi ra ngoài mới biết, con người cần có một gia đình. Hoa Thiệu Đình động lòng, cúi đầu định hôn bùi hoan, nhưng cô nghiêng mặt né tránh. Đừng, có người đấy, anh cắn vành tai cô cười khẽ, "Có người thì sao chứ, còn chúng ta đã lớn như vậy rồi." Ngừng vài giây, anh đột nhiên nói tiếp, "Chúng ta chọn ngày kết hôn đi." Bùi Hoan tựa mặt vào vai anh, ngẫm nghĩ rồi lắc đầu, "Thôi khỏi." Sợ anh hiểu nhầm, cô vỗ vai anh an ủi, "Chỉ là một tờ giấy thôi, đâu có tác dụng gì. Hơn nữa, em cũng chẳng có tâm trạng tổ chức đám cưới, chúng ta cứ như bây giờ cũng được, không cần để ý đến hình thức làm gì." Hoa tiểu đình không hề bất ngờ im lặng một lúc mới lên tiếng Anh luôn cảm thấy không công bằng với em Nếu mọi chuyện vẫn tốt đẹp em đã gả cho anh vào năm 20 tuổi rồi Bùi hoan không hề tỏ ra vui vẻ hay xúc động Thời thiếu nữ cô ngày đêm mơ ước được gả cho hoa tiểu đình thường tưởng tượng ra cảnh đám cưới hạnh phúc Bây giờ nghĩ lại mới thấy con người quả nhiên không thể đoán trước số phận Cô đã sớm dùng hết vận may của cuộc đời này Cô đã từng đăng ký kết hôn nhưng người cô gả không phải là anh mặc dù đã một lần lấy chồng nhưng cô chưa bao giờ mặc váy cưới cô dâu bây giờ nghĩ đến chuyện kết hôn bùi hoan cảm thấy hơi buồn cười cô thở dài ngẩng đầu nhìn hoa thiệu đình em không muốn làm quả phụ thôi thì chúng ta cứ như vậy đi hoa thiệu đình nâng cầm bùi hoan không cho cô né tránh anh cắn nhẹ môi cô theo kiểu trừng phạt bùi hoan mỉm cười đẩy anh mà không được anh nói được thôi anh sẽ tranh thủ sống thêm vài ngày để em khỏi nghĩ đến chuyện tái giá Hai người hôn nhau một lúc Bùi Hoan ôm chặt người anh lại hỏi Đừng đánh trống lảng Anh hãy suy nghĩ đến chuyện phẫu thuật có được không Hoa Thiệu Đình im lặng Sau đó anh dõi mắt về phía phòng xanh xanh đang ngủ Đợi anh sắp xếp xong đã Nơi này thanh tịnh bao nhiêu năm Nếu quyết định phẫu thuật Chỉ e là anh chưa vào phòng phẫu thuật Thì Lan Phường đã loạn cả rồi Bùi Hoan lại nhớ đến lời nhắn nhủ của đường tụng Cô thử tìm cách khuyên anh Hôm ở thành phố Diệp, tứ thiếu đến thăm em để lại lời nhắn muốn em truyền đạt cho anh. Anh có thể cân nhắc. Cô ngước mặt nhìn Hoa Thiệu Đình, tức nước vỡ bờ. Khi nào nên lùi thì lùi. Mọi người đều biết Hoa Tiên sinh có được ngày hôm nay là bởi vì trong thế giới của anh chưa từng có từ lùi bước hay nhượng bộ. Nghe câu này, Hoa Thiệu Đình không tỏ ra tức giận. Anh quay về phòng đốt láo hương, đồng thời nói với cô: Con người đường tụng quá thông minh, rất nhiều thứ là cậu ta không muốn cậu ta mà muốn chắc chắn anh không thể trở thành bạn bè của cậu ta bùi hoan đương nhiên hiểu ý hoa thiệu đình lại nói nhưng cậu ta không ở trong cuộc không hiểu con người đã tới nước này muốn rút lui cũng đâu dễ dàng anh thở dài trước mắt còn chuyện cố lâm nữa bùi hoan không hỏi anh định xử lý cô ta thế nào mà lắc đầu khuyên nhủ ngày mai tính sau anh đừng nghĩ ngợi nhiều bùi hoan thu dọn đồ của mình sang phòng hoa thiệu đình cô tra quần áo vào tủ của anh Hoa Tiểu Đình lười nhác đứng bên cạnh dõi theo cô. Cô mặc áo thun màu gạm nhạt rộng thùng tình nên trông càng gầy hơn. Thấy anh cứ nhìn mình mãi, Bùi Hoan vừa gấp đồ vừa hỏi. Sao vậy? Hoa Thiệu Đình lắc đầu. Hôm nay Bùi Hoan không trang điểm, chỉ đeo đôi hoa tai phỉ thúy đơn giản anh tặng năm xưa. Lúc đó Bùi Hoan còn nhỏ, tính cách lại nổi loạn nên không phù hợp. Bây giờ cô đã trở thành người phụ nữ nền nã, đôi hoa tai trở nên đặc biệt hài hòa. Cô cúi xuống tìm đồ, để lộ ra làn da trắng nõn và xương quai xanh. Hoa Thiệu Đình giơ tay vuốt ve cổ cô, mùi Hoan cười bảo anh đừng lộn xộn. Anh không cho người khác động vào thì em tự thu dọn là được chứ gì? Văn phòng thoang cảng mùi hương dễ chịu, Hoa Thiệu Đình đột nhiên dùng sức kéo cô về phía mình, Bùi Hoan mất thăng bằng, hai người liền ngã vào trong tủ quần áo. Bên dưới là lớp vải vóc mềm mại, tủ cũng có mùi thơm của gỗ ánh sáng không lọt vào trong, tạo thành bầu không khí mờ ám và kín đáo vô cùng. Bùi Hoan nằm đè lên người Hoa Thiệu Đình, mắc quần áo lại rơi xuống người cô. Cô oán trách một câu, anh lại kéo gái cô xuống hôn cuồng nhiệt. Hai người không nhìn rõ đối phương, chỉ có thể thân mật trong đống quần áo hỗn loạn. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng nói, người đâu rồi, anh có cần mắt nữa không đấy? Tùy Viễn hỏi hai câu không thấy ai trả lời, liền đẩy cửa đi thẳng vào phòng ngủ của Hoa Thiệu Đình. Chứng kiến cảnh tượng trong phòng, anh ta hóa đá ngay tức thì. "Xin lỗi tôi quên mất phu nhân cũng có mặt." Tùy Viễn ngượng ngùng bổ sung một câu. "Hai người cứ tiếp tục, lát nữa tôi quay lại cũng được." Hoa Thiệu Đình đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Tùy Viễn, sắc mặt không thay đổi. "Bác sĩ Tùy lúc nào mới nhớ gõ cửa trước khi vào phòng đây?" Tùy Viễn giả bộ không nghe thấy, quay sang giá sách ở bên cạnh. Bùi Hoan đỏ mặt, vội vàng chỉnh lại áo sống và đầu tóc quần áo ở trong tủ rơi tung tóe dưới đất cảnh tượng vô cùng lộn xộn tùy viễn đành giữ im lặng giúp hoa thiệu đình nhỏ thuốc mắt rồi lập tức chạy mất hoa tiên sinh lắm tật cũng tương đối cầu kỳ tủ quần áo của anh rất lớn sau hành động vừa rồi trong tủ trở nên lộn xộn bùi hoan vừa bực tức vừa xấu hổ anh gọi người đến thu dọn đi anh phô trương như vậy em không hầu hạ nổi hoa thiệu đình rất thích nhìn bộ dạng làm nũng của cô anh cầm tay cô vuốt ve vết sẹo đồng thời cất giọng trầm ấm được rồi, không trêu em nữa. Tối nay em muốn ăn gì? Bùi Hoan ngậm nghĩ quay đầu nói với anh. Để em nấu cho anh. Hoa Thiệu Đình khá bất ngờ. Bùi Hoan mỉm cười ôm cổ anh. Sau này em sẽ cho anh một mái ấm gia đình. Anh, em và cả xanh xanh chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Buổi tối hai đường khác cuối cùng cũng bật sáng tất cả các ngọn đèn. Mọi người đều biết Bùi Hoan dẫn con gái trở về. Lan Phường bao nhiêu năm chưa gặp chuyện vui như vậy nên đều đến chỗ hoa tiên sinh chia vui chỉ có trần phong viện cớ chuyển đi tìm cố lâm sau khi trở về lan phường cố lâm buộc phải ở trong nhà của mình không được phép rời khỏi dù chỉ một bước lúc này cô ta ngồi nghiêm chỉnh trên sofa trong phòng không bật tivi hay máy tính nên chẳng có một tiếng động ngoài cửa canh gác cẩn mật nhưng trong số đó có mấy người là thuộc hạ của trần phong nên anh ta có thể dễ dàng đi vào anh ta hỏi cố lâm cô định thế nào Tôi đã bảo cô đừng manh động cô lại không nghe Bây giờ cô còn định hợp tác với tôi nữa không Cô Lâm thất thế Trần Phong cũng chẳng cần khách khí với cô ta Đi vài bước anh ta lại nói Nương nương đã quay về Bây giờ cả gia đình đang vui vẻ ăn tối Chỉ có cô ở đây đợi chết Cô tưởng lão Hồ Ly sẽ tha cho cô sao Hà tiên sinh sẽ không làm vậy Cố Lâm cất giọng lạnh nhạt Tôi ở bên tiên sinh 6 năm Tôi không tin tiên sinh không có chút nào tình cảm với tôi Đến giờ, Trần Phong mới hiểu thế nào gọi là ngu ngốc hết thuốc chữa. Chúng ta cứ chờ xem, lão hồ ly mãi chỉ là lão hồ ly, không thể coi là con người. Cố Lâm bất giác nhấn mạnh với anh ta, "Tôi và anh có mục đích hoàn toàn khác nhau, anh vì Trần gia, còn tôi chỉ vì bản thân, điều này vĩnh viễn không thay đổi." "Vâng, cô chỉ vì bản thân, vậy nếu anh ta bảo cô đi chết, cô có đi không?" Cố Lâm cắt cao giọng, "Tiên sinh sẽ không làm vậy." "Đại đường chủ ơi là đại đường chủ, cô còn non lắm." trần phong lắc đầu không sao cô chỉ vì bản thân là đủ rồi anh ta dõi mắt ra ngoài giữa những ngôi nhà trong lan phường đều có khoảng cách cũng như mối quan hệ của con người nơi đây với nhau đều có một khoảng cách nhất định từ trước đến nay chưa bao giờ quá gần gũi nhưng trên con đường này anh ta và cố lâm đang ngày càng xích lại gần nhau trước khi rời đi trần phong chỉ tay về phía trước cô phải ghi nhớ con phố này cũng như tôi và cô đều không mang họ hoa Nửa tháng trôi qua, ở Lan Phường dường như không mấy ai nhớ đến khu nhà ở bên cạnh hải đường cát đang giam lỏng một người. Cô Lâm không thể tiếp tục chờ đợi, liền cho người đi nhắn tin rằng cô muốn gặp Hoa Tiên Sinh. Tuy nhiên cô chỉ nhận được câu trả lời ngắn gọn. Tiên Sinh nói, đại đường chủ hãy tự suy xét bản thân. Cô chỉ còn cách tiếp tục ở trong phòng chờ đợi từ sáng đến tối. Sau đó, cô chợt nhớ tới người phụ nữ ở Tây Uyển. Cô cả đêm mất ngủ, lúc cố lâm bị gọi đến hải đường khác cây cối đã nhú trổi non thời tiết ấm áp đến mức cô có ảo giác từ đầu đến cuối chưa từng xảy ra những chuyện trong nửa năm qua cố lâm đi vào hải đường khác đúng lúc bùi hoan từ trong phòng đi ra ngoài cô cất cao giọng hoa thiệu đình anh chiều con bé quá đấy nói xong bùi hoan đóng sầm cánh cửa gặp nhau ở hành lang bùi hoan ngước mắt nhìn cố lâm mà không lên tiếng cố lâm không né tránh đứng thẳng người chào hỏi phu nhân Bùi Hoan tiếp tục đi về phía trước Cố Lâm không nhường lối Bùi Hoan đành dừng lại nhìn cô ta Cố Lâm nhếch miệng cười Thời gian này phu nhân được nghỉ ngơi tử tế Nên khí sắc tốt hơn hồi ở thành phố Diệp Không cần cô bận tâm Phu nhân về đây lâu như vậy Mà vẫn chưa đi thăm nhị tiểu thư hay sao Bùi Hoan vốn chẳng thèm để ý đến cô ta Nhưng nghe câu này cô lập tức ngẩng đầu Hoa tiên sinh Vẫn chưa nói với phu nhân về chuyện của nhị tiểu thư sao Ngữ khí của cô Lâm vẫn rất cung kính Tình trạng của chị ấy không mấy ổn định Vẫn đang phải điều trị Khi nào chị ấy khỏe lại tôi sẽ đi thăm sau Bùi hoan quay người Dõi mắt về phía phòng của Hoa Thiệu Đình nói tiếp Cô không cần dùng chuyện này để chia rẽ chúng tôi Ai hy từ nhỏ mắc bệnh tự kỷ Tinh thần không tốt lắm Anh ấy đã nói cho tôi biết rồi Vậy sao Ý cười trên khóe miệng cố lâm Mang hàm ý nào đó Tinh thần không tốt sao E rằng có một số lời từ đáy lòng tiên sinh chỉ nói với người bên cạnh mà không nói với phu nhân. Bùi hoan lắc đầu. Cố Lâm, đây là chuyện nhà chúng tôi. Tôi sẽ đợi anh ấy tự mình nói với tôi, không cần người khác truyền đạt. Bùi hoan muốn đi, nhưng Cố Lâm vẫn đứng yên bất động, cho đến khi có người đi tới kéo cô ta tránh đường. Cố Lâm đi gặp hoa tiên sinh, gian ngoài tiếp khách có thêm một chiếc bàn dài, nơi vốn mang phong vị cổ xưa, bây giờ xuất hiện thêm đống đồ chơi trẻ em xanh xanh đỏ đỏ. Cố Lâm nhìn kỹ, hình như là một ngôi nhà nhỏ màu da cam vừa mới lắp. Cố Lâm mỉm cười, Tiên Sinh thương con gái thật đấy. Hoa Thiệu Đình đang dọn đồ chơi, nhặt từng thứ một ném vào chiếc thùng bên cạnh, nhìn thấy Cố Lâm, anh liền ngồi vào chiếc ghế ở đằng sau rồi giơ tay ra hiệu cho cô tiến lại gần như thường lệ. Cố Lâm đứng yên một chỗ nhìn anh. Tiên Sinh bảo tôi suy xét bản thân, nhưng tôi đâu có làm sai điều gì? Chúng ta mạo hiểm tới thành phố Diệp trong khi không thông báo với người của mình nên không thể để xảy ra sai sót. Thẩm Minh sau khi được thả định gây rắc rối, theo đúng quy tắc chúng ta nên cho anh ta một bài học. Hơn nữa tình trạng của anh ta sẽ không phiền phức, tôi xử lý cũng rất sạch sẽ, mọi người có thể hoàn toàn yên tâm. Tiên sinh, đây là điều mà tiên sinh luôn dạy bảo tôi. Sau khi thốt ra lời, cố Lâm trở nên bình tĩnh. Lúc chưa đến đây, cô ít nhiều cũng không can đảm, nhưng khi gặp anh, cô cảm thấy trong lòng lắng xuống. Thái độ của cố Lâm chính là có chết cũng không hối hận. Cô thừa nhận điều đó, im lặng chờ Hoa Tiên Sinh nổi giận. Nhưng Hoa Thiệu Đình không có phản ứng đặc biệt, anh ta đột nhiên mở miệng. Đi nhặt hết những thứ màu xanh lá cây bỏ vào thùng, xanh xanh không thích, con bé chỉ cần màu da cam. Cố Lâm ngẩn người vài giây rồi làm theo lời anh. Đồ chơi màu xanh không nhiều nên cô nhanh chóng nhặt xong. Hoa Thiệu Đình dõi theo bóng lưng cô lên tiếng. Trên đời này, bậc làm cha mẹ nào cũng như nhau cả. Cố Lâm, bố mẹ cô bỏ rơi cô, chắc cũng có nỗi khổ của họ. Nếu cô không cam tâm Muốn vươn lên để không thua kém ai Vậy thì cô hãy sống tốt một chút Hoa tiên sinh Cô Lâm buột miệng nhưng ép bản thân không nói tiếp Giọng hoa thiệu đình càng nhẹ hơn Tôi giải chuyện trong bang hội cho cô xử lý Từ trước đến nay Chưa từng nghi ngờ điều gì Là bởi vì cô biết giữ chừng mực Tâm ý của Tùy Viễn chắc cô cũng hiểu Sau này cô và cậu ta muốn ở lại Kính Lan Hội thì ở Không muốn thì tôi sẽ thu xếp để hai người ra ngoài Sống cuộc đời bình yên còn cô thì sao cô lâm trước đây tôi đã nói rõ ràng với cô rồi cô còn trẻ đừng nhảy vào hố lửa anh rất hiếm khi nhiều lời với cô như vậy hôm nay thật sự phá lệ sau đó tôi nghĩ tính cách cô độc đoán muốn ở lại tiếp quản lan phường cũng là điều dễ hiểu tôi cũng từng nhắc với cô chuyện này thứ của cô sớm muộn cũng thuộc về cô cô vội làm gì chứ cố lâm nhanh chóng tiếp lời tiên sinh tôi không nghĩ đến điều này tôi đâu phải là trần phong cô không ngừng lắc đầu tiên sinh thật sự không biết tôi muốn gì sáu năm qua tôi một lòng một dạ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện khác cô còn muốn nói điều gì đó nhưng người đàn ông ngồi ở phía đối diện đột nhiên nghiêm giọng vậy mà cô còn dám tự tiện quyết định những điều không nên làm hoa thiệu đình cầm tập tài liệu trên bàn ném vào người cô giọng điệu thay đổi trong giây lát đây là tài liệu của trẻ trẻ mồ côi huệ sinh ảnh và bệnh án của xanh xanh đều nằm ở đây cô còn không điều tra ra sao biết con bé có bệnh mà cô còn dám giấu diếm đổ hết trách nhiệm cho tưởng ra làm tôi suýt nữa hại chết con gái mình đây là một lòng một dạ của cô hay sao cô lâm lùi lại phía sau một bước biết nói gì bây giờ cũng đã muộn cô cất giọng run run tôi tưởng tiên sinh không muốn giữ đứa bé cho dù đứa bé này là con của tiên sinh tiên sinh cũng chưa chắc đã muốn giữ nó trên thực tế cô không muốn bùi bùi trở về bên tôi thì đúng hơn hoa thiệu đình nhìn cô ánh mắt thâm trầm của anh khiến cô rùng mình Đừng tưởng được gặp A-hi Là chuyện gì cô cũng biết Cô Lâm tôi ghét nhất loại người không nghe lời Đặc biệt là liên quan đến con gái tôi Đây không phải lần đầu tiên có người tự cho mình thông minh Tiên sinh Cô Lâm không thể tiếp tục duy trì sự bình tĩnh Đã đến nước này cô không còn đường lùi cho dù 6 năm qua tiên sinh chỉ coi tôi là thế thân tôi cũng không oán trách tiên sinh tôi có trái tim chân thành của mình trước mặt bao người tôi còn dám thổ lộ cô không thể nói tiếp nước mắt chảy ràn rụa xuống gò má cô lâm đột nhiên không còn cảm thấy sợ hãi hét lớn tôi thích tiên sinh thì có gì sai tôi không muốn bùi hoan quay về đấy chị ta dựa vào cái gì chứ vì chị ta nên bệnh của tiên sinh mới ngày càng nghiêm trọng chị ta có biết không lúc tiên sinh nằm trên giường bệnh chị ta vẫn thoải mái đi đóng phim kết hôn với người khác sầu đứa nhỏ không chịu cho tiên sinh biết rõ ràng bùi hoan mới là người nói dối chị ta chịu tội cũng đáng đời cô cầm miệng ngay cho tôi Hoa Thiệu Đình đập bàn mở ngăn kéo, lấy khẩu súng để xuống đất rồi đá về phía Cố Lâm. Quy tắc của Lan Phường là không động đến phụ nữ, tôi sẽ không để người khác gây khó dễ cho cô, cô tự mình ra tay đi. Nói xong câu này, anh giơ tay rót trà, thái độ như mới vừa dặn Cố Lâm thu đồ, không một chút tiếc nuối và thương hại. Cố Lâm không thể đứng vững, cuối cùng cô cũng nhìn thấy kết cục của mình. Cô lảo đảo lùi lại phía sau, ngã xuống đất, nước mắt lại tuôn ra như suối. Sáu năm qua, cô chẳng được coi là thế thân, thậm chí không bằng con mèo thất lạc đó, bởi vì ít nhất hoa tiên sinh cũng không đích thân ép chết nó. Cố Lâm ngẩng đầu, sau lưng hoa thiệu đình là khung cửa sổ, ánh sáng chan hòa, nhưng anh ngồi ngược sáng nên cô không thấy rõ vẻ mặt của anh. Cố Lâm cảm thấy bản thân thật nực cười. Cô nghĩ, con người ở trên cõi đời này đúng là có sự phân chia sang hèn. Bùi hoan tốt số, cô không thể sánh bằng, nhưng cô cho rằng mình thông minh hơn Bùi Hoan, đến cuối cùng không phải cô thua Bùi Hoan mà là thua người đàn ông lạnh nhạt từ trong cốt tủy này. Hoa Tiên Sinh quả nhiên tàn nhẫn, luôn phân biệt rạch ròi cao thấp, không nhân nhượng bao giờ, dù là người thân cận anh cũng không bố thí chút lòng thương hại. Cố Lâm bảo đi nhặt khẩu súng. Hoa Thiệu Đình vẫn ngồi yên, từ từ uống một ngụm trà, nhìn cô tiến đến bên chân mình. Ánh mắt anh quả nhiên chẳng khác nào nhìn một con chó vào thời khắc này cố lâm mới hiểu tại sao người phụ nữ ở tây Uyển lại bị ép đến mức phát điên hoa tiên sinh có khả năng khiến người khác suy sụp dịu dàng chỉ là vỏ bọc bề ngoài của lão hồ ly bản chất của anh vẫn là hoa tiên sinh không tử thủ đoạn hoa thiệu đình lặng lẽ uống hết cốc trà thở dài một tiếng anh cúi đầu nói với cố lâm sao cô không hiểu tôi đối với cô và bùi bùi không giống nhau ngừng vài giây anh tiếp tục mở miệng Tâm tư của đàn ông đối với phụ nữ thật ra rất đơn giản. Yêu một người là phải giành lấy đối phương bằng được. Bùi bùi theo tôi từ năm 18 tuổi. Tôi lớn hơn cô ấy nhiều tuổi. Vốn định đợi cô ấy trưởng thành để cô ấy suy nghĩ kỹ. Thế nhưng tôi không thể đợi lâu hơn. Cô cũng là người ở bên cạnh tôi. Tôi có động đến cô không? Từ trước đến nay, tôi đối với cô không phải như cô tưởng tượng. Đây là lời nói thật lòng của Hoa Tiên Sinh của một người đàn ông đối với một người phụ nữ Cô Lâm bật cười thành tiếng Nhưng nước mắt tuôn trào Ngoài cửa nhạo bản thân Cô không biết nên nói gì vào thời khắc này Dù khổ sở đến mấy Hôm nay cô cũng coi như đã đi đến tận cùng Cô nhắm mắt nắm chặt khẩu súng Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng động Có người muốn xông vào Nhưng phòng bị ngăn lại Cho cậu ta vào Hoa tiên sinh ra lệnh Tùy viễn đẩy cửa lao vào Nhìn thấy khẩu súng trên tay cố lâm Anh lập tức xông tới định tăng lấy Cố lâm không cho anh tọa nguyện ở đây không có việc của anh Anh mau ra ngoài đi Em mau đưa súng cho tôi Tùy viễn sốt ruột nhưng cố lâm sống chết không chịu buông tay Cuối cùng anh cúi thấp người giữ chặt tay đối phương Không cho cô động thủ Đồng thời nói với Hoa Thiệu Đình Anh đã từng nhận lời tôi Hoa Thiệu Đình im lặng nhìn hai người Tùy viễn nói tiếp Lúc đó anh đã đồng ý Chỉ cần tôi giữ bí mật Anh sẽ tha cho cố lâm một lần Bất kể cô ấy làm sai điều gì Hoa Thiệu Đình đặt cốc trà xuống bàn nhắm mắt một lúc mới mở miệng. Cô Lâm khiến tôi suýt nữa giết chết con gái của mình, ép bùi bùi hận tôi. Bởi vì đã nhận lời cậu, nên tôi sẽ tha cho cô ta lần này. Ngữ khí của anh có chút bất lực. Vậy mà người nào cũng bảo tôi tàn nhẫn. Anh không nói tiếp mà ra hiệu cố Lâm bỏ xuống xuống. Được rồi, tôi sẽ tha cho cô ta một lần. Tùy viễn, cậu hãy đưa nó đi. Từ nay về sau, cô ta không được phép bén mảng đến hải đường khác, không được phép nhúng tay vào chuyện của bang hội. Bây giờ cậu đưa cô ta quay về nơi ở trước đi Nói xong Hoa Tiểu Đình gọi người đưa bọn họ ra ngoài Cố Lâm phủ phục trước mặt anh Cất giọng khẩn cầu Tiên sinh đừng bắt tôi Đừng bắt tôi biến thành nhị tiểu thư thứ hai Tôi không muốn bị nhốt ở trong phòng Tùy viễn bịt miệng cô Không cho cô lên tiếng Hoa Tiểu Đình lại thở dài Không phải tôi cầm cô ra ngoài Chỉ là cô đừng đến gặp tôi nữa Đây là mệnh lệnh Nếu cô không tuân theo Cô Lâm Lần thứ hai phạm lỗi Tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô Nói xong anh liệt nhắm mắt Không muốn nhìn cô nữa Cuối cùng cố lâm bị tùy viễn lôi ra ngoài Trước khi rời khỏi hải đường cát Cô quay đầu Thấy hoa thiệu đình đang đi tới phòng của con gái Người giúp việc sách thùng đồ chơi đi theo Giống như không có chuyện gì xảy ra Hải đường cát một màu xanh mát mắt Trong sân nhanh chóng khôi phục sự yên tĩnh Hắc tử bò lên hòn non bộ Sau đó lè lưỡi về phía cố lâm ở lan phường có lẽ chỉ động vật mới có lòng thương hại cố lâm nhìn vào đôi mắt của con rắn độc trong lòng lạnh buốt đến cực điểm mùa xuân tiết trời ấm áp nhưng trái tim cô đã hoàn toàn nguội lạnh sau khi cố lâm bị đưa về phòng mình tùy viễn vẫn không rời đi anh im lặng nhìn đối phương chẳng biết mở miệng thế nào cố lâm giơ tay kéo anh tùy viễn có chút bất ngờ nhưng lập tức ôm cô cố lâm dựa vào lòng anh nói nhỏ anh cũng thấy rồi đấy Hà Tiên Trinh thật sự muốn trừ khử em như giải quyết một thứ rác rưởi. Tùy Viễn, sau này chỉ có mình anh ở bên cạnh em mà thôi. Tùy Viễn gật đầu trong lòng buồn bã. Nhưng dẫu sao em không phải là bùi hoan, không yếu đuối như chị ta. Trong cuộc đời này, người nào bỏ rơi cô, cô sẽ bắt kẻ đó trả giá gấp bội. Cô Lâm dõi mắt về phía hải đường cát qua cửa sổ hướng đông. Cô mỉm cười, đột nhiên ngẩng đầu hỏi Tùy Viễn. Trước kia, anh từng nói sẽ giúp em liệu có phải thật lòng không anh hoa tiên sinh sẽ không tha cho em anh cũng nghe rõ rồi đấy em suýt nữa hại chết con gái của tiên sinh làm sao tiên sinh có thể thật lòng bỏ qua cho em cô lâm ghé sát tai tùy viễn thì thầm chắc chắn tiên sinh sẽ âm thầm trừ khử em không cho anh tìm thấy xác tùy viễn chỉ ôm chặt cô mà không lên tiếng Tới đây là kết thúc phần 6 của bộ truyện Cô vợ chạy trốn hôn nhân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Đừng quên nhấn like, sau đó subscribe kênh Top Truyện Hay Nghe Mê Sai đăng ký ngay nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong phần cuối của bộ truyện này.